Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 3. Liễu Linh Linh oa oa khóc lớn, hu hu, tên khốn khiếp Dương Bách Xuyên này, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi có làm gì đâu, cậu muốn tôi phụ trách cái gì hả? Dương Bách Xuyên vô cùng phiền não. Tôi, nụ hôn đầu của bà đây bị mất rồi, bà đây không muốn sống nữa. Vẻ mặt Liễu Linh Linh rất kỳ quái, cô không khóc nổi mà chỉ gào ầm lên. Thật ra thì chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích đấu võ mồm với Dương Bách Xuyên. Trong mắt Dương Bách Xuyên đảo một vòng, anh nói cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi lấy cậu làm vợ sao? Cái này thì có thể, chỉ cần Thiên Kim đại tiểu thư đây đồng ý là được. Cậu mơ đẹp thật đấy, làm sao bà đây có thể để mắt đến cậu được chứ? Hay là cậu đưa cho tôi một ít thuốc làm đẹp đi? Con người của Liễu Linh Linh đảo một vòng. Dương Bách Xuyên hừ lạnh. Hóa ra là cậu đang chờ tôi cho cậu thuốc làm đẹp hả, xem tính tình của cậu đi, không phải chỉ là một ít thuốc thôi sao, người anh em này sẽ cho cậu cần gì phải đe dọa tôi như thế chứ. Mặt Liễu Linh Linh đỏ bừng khi bị Dương Bách Xuyên nói trúng tim đen, nhưng cô biết thuốc làm đẹp của Dương Bách Xuyên rất có giá trị nên có phải mặt dày, có khóc lóc om sòm thì cô cũng phải xin được. Có cô gái nào mà không yêu cái đẹp chứ? Hắc hắc, cậu còn bao nhiêu đều bán hết cho tôi đi. Là đại tiểu thư nhà họ Liễu, một trong 10 gia tộc lớn nhất Cố Đô, bản năng cô nhận thấy được cơ hội làm ăn to lớn từ thuốc làm đẹp của Dương Bách Xuyên, loại thuốc này chỉ cần đắp nửa giờ là đã thấy hiệu quả rõ rệt, cô tin tưởng nó sẽ đem lại lợi ích kinh tế to lớn. Dương Bách Xuyên đảo mắt một vòng, anh híp mắt lại nhìn Liễu Linh Linh hỏi, cậu cảm thấy đan chú nhan của tôi có thể có giá bao nhiêu? Sư phụ tôi là thần tiên. Dù sao thì Dương Bách Xuyên điều chế đan chú nhan để kiếm tiền. Khi Liễu Linh Linh hỏi thì anh cũng đoán được cô muốn làm gì. Mặc dù anh không hiểu rõ gia cảnh nhà cô, nhưng chắc chắn cũng không phải là một gia tộc tầm thường. Dương Bách Xuyên rõ ràng đan chú nhan của mình có hiệu quả như thế nào, nói không khoa trương chút nào, một khi đan chú nhan được tung ra thị trường thì chắc chắn sẽ khơi lên một trận sóng to gió lớn. Bây giờ anh là một sinh viên sắp tốt nghiệp, không có bối cảnh cũng không có vốn liếng, trong tay chỉ có đan chú nhan. Điều này sẽ tạo ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Lựa chọn ổn thỏa nhất là tìm một đối tác có tiền có quyền. Mà gia tộc đứng sau Liễu Linh Linh là một lựa chọn thích hợp. Nghe được những lời của Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Dương Bách Xuyên. Cô là thiên kim của nhà họ Liễu, một trong những gia tộc đứng đầu trong giới thương nghiệp của Cố Đô, mặc dù cô chưa từng xử lý những vụ làm ăn của gia tộc, nhưng từ nhỏ cô đã được nghe rất nhiều. Hoặc là do gen di truyền nên cô cũng am hiểu một chút về kinh doanh. Nhếch mày, cô cũng đoán được vài phần suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, liền nói, đan chú nhan. Tên cũng rất hay, chỉ một lần đắp khiến mụn nhọt trên mặt tôi biến mất thì tôi ước tính đan dược này ít nhất cũng có giá trị 300, hoặc cao hơn nữa, hiện tại xem ra nó có tác dụng làm trắng da và tăng độ đàn hồi cho da, vậy thì giá có thể tăng gấp bội. Nói xong, Liễu Linh Linh đột nhiên hỏi, Dương Bách Xuyên. Thuốc này có phải cậu vừa mới nghiên cứu điều chế ra không? Cậu để cho bà đây làm chuột bạch hả? Khụ khụ, đây là công thức do một vị trưởng bối truyền cho tôi. Hôm nay tôi vừa mới điều chế xong thì cậu đến đây. Trùng hợp thôi. Dương Bách Xuyên có chút xấu hổ. Được rồi, bà đây không so đo với cậu. Nếu như thuốc này không có tác dụng phụ thì giá thấp nhất cũng 600 tệ. Liễu Linh Linh nhìn Dương Bách Xuyên và nói một cách nghiêm túc. Sau khi nghe Liễu Linh Linh phân tích, Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm và hít một hơi. Một bộ được chia thành uống trong và đắp ngoài. Một viên có giá 300 nhân dân tệ, mà mỗi lần anh có thể điều chế được hơn 100.000 viên, cứ coi như là 150.000 viên đan thì anh đã kiếm được 450.000 tệ. Nhận được con số 450 vạn khiến bản thân Dương Bách Xuyên cũng phải sửng sốt, biết rằng chi phí để điều chế một nồi đan chú nhan chỉ có 1.000 tệ. Nhưng theo tính toán của Liễu Linh Linh thì lợi nhuận thu được là 450.000 tệ. Đến đây, Dương Bách Xuyên run hết cả người. Trời ơi, 400.000 tệ. Đây mới là số tiền của một nồi đan chú nhan thôi đấy. Chỉ cần có đầy đủ dược liệu thì một ngày anh có thể điều chế được 10 nồi. Điều chế 10 cái nồi là 4.500.000. Dương Bách Xuyên cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng rồi. Không ngờ được rằng một toa thuốc cấp thấp nhất có thể khiến anh giàu có chỉ trong một đêm. Thật khó có thể tưởng tượng nếu sau này tu vi của anh cao hơn, điều chế được đan dược cấp 3 thì sẽ như thế nào. Ngày đó anh và Lưu Tích Kỳ chỉ muốn tạo cho mình một đế chế kinh doanh trong tương lai, bây giờ nghĩ lại, nguyện vọng này cũng không khó để đạt được nữa rồi.
Dương Bách Xuyên, này. Ngay khi tâm trí anh chìm vào mộng ảo, tiếng hét lớn của Liễu Linh Linh đã kéo anh lại trở lại thực tế. Liễu Linh Linh trợn mắt nói, đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi 3 lần đều không có trả lời, cậu bị điếc hả? Khụ khụ, tâm trạng Dương Bách Xuyên đang rất thoải mái nên cũng không quan tâm đến những lời mắng chửi của Liễu Linh Linh. Được rồi, trả lời tôi một cách nghiêm túc, đan chú nhan của cậu có sản lượng bao nhiêu? Cậu điều chế nó để kiếm tiền. Liễu Linh Linh nhìn mắt Dương Bách Xuyên có ánh sáng lấp lánh. Dương Bách Xuyên ban đầu muốn nói rằng nó có thể sản xuất hàng loạt, nhưng sau khi nghĩ lại, anh vẫn không thể. Cho dù có đủ tất cả các loại dược liệu thì cũng chưa chắc đã điều chế được vì chân khí của anh không thể hỗ trợ sản xuất hàng loạt. Anh liền nửa thật nửa giả nói, sản xuất hàng loạt là không thể, dược liệu quá đắt, hơn nữa quá trình điều chế rất rườm rà, 1 tháng có thể sản xuất ra 15.000 viên. Nói thật với cậu, tôi điều chế ra nó là để kiếm tiền. Liễu Linh Linh lẩm bẩm, 15.000 viên 1 tháng cũng được, Dương Bách Xuyên, tôi đại diện cho nhà họ Liễu của chúng tôi để hợp tác với cậu. Cậu thấy sao? Cậu có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng, còn phương thức hợp tác thì tôi sẽ trở về nói chuyện với ông nội, sau đó cậu tới thương lượng có được không? Nói xong lại bổ sung, cậu đã chọn tôi làm chuột bạch để thí nghiệm thì không được từ chối tôi đâu đấy. Anh vẫn tin tưởng Liễu Linh Linh, dù sao cũng chỉ là kiếm tiền, anh gật đầu nói, chỉ cần phù hợp thì sẽ ưu tiên hợp tác. Được rồi, đây là cậu nói đấy, không cho phép đổi ý. Bây giờ tôi về nhà một chuyến, ngày mai sẽ cho cậu một câu trả lời. Liễu Linh Linh vui mừng khôn xiết. Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn cô, tôi đường đường là một nam tử Hán, sao có thể lật lọng. Vậy thì cho tôi vài viên nữa, tôi mang về nhà cho người nhà xem một chút. Được. Sau đó, Dương Bách Xuyên dùng hộp cát tông bọc một chiếc hộp nhỏ có khoảng 10 viên đan cho Liễu Linh Linh mang đi. Dương Bách Xuyên tiễn cô ra về sau đó quay vào phòng nghiên cứu thuật dẫn thể mà tối qua sư phụ đã truyền thụ. Sư phụ nói thường xuyên luyện tập có thể tăng cường sức mạnh của cơ thể. Thuật dẫn thể này được gọi là thuật ngũ hành dẫn thể, sư phụ nói rằng đây là thuật do một vị kỳ tài của thế giới tu chân đã sáng tạo ra khi ông ta còn trẻ, thuật này thích hợp để rèn luyện thân thể. Một bộ đầy đủ các bài huấn luyện bên trong và bên ngoài, sức tấn công mạnh mẽ. Thuật này dựa vào các đặc điểm của hổ, chó sói, vượn, gấu, chim ưng để sáng chế ra, mỗi loại đều có ưu thế riêng. Hổ có khí thế của một vị vua dũng mãnh. Chó sói thận trọng và tinh ranh, tàn nhẫn và lạnh lùng như linh hồn của quỷ. Vượn có chuyển động nhẹ như con thoi nhanh nhẹn. Gấu có sức mạnh để đập tan mọi thứ. Đại bàng là vua trên bầu trời. Toàn bộ thuật ngũ hành dẫn thể gần như bao gồm ưu điểm của 5 con thú, hội tụ đủ phòng ngự, tấn công, đánh lén, di chuyển, vân vân. Có thể nói rất phù hợp với Dương Bách Xuyên, mặc dù hiện tại anh có sức mạnh, nhưng không có chiêu thức nào, khi đánh nhau chỉ dựa vào sự nhạy bén của bản thân và sức mạnh hơn người, cũng chỉ coi là mạnh hơn người bình thường một chút. Ngộ nhỡ một ngày nào đó gặp phải một người luyện võ thì sẽ xong đời. Vì vậy anh rất để ý đến thuật ngũ hành dẫn thể, anh nghiên cứu rất cẩn thận, cũng may là có các bức tranh và chú thích rất chi tiết. Dương Bách Xuyên hoàn toàn có thể hiểu được. Trong khi Dương Bách Xuyên đang luyện tập thuật ngũ hành dẫn thể thì Liễu Linh Linh giang vui vẻ đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Triệu Thị, cô đi thẳng tới phòng làm việc của ba cô Liễu Sơn Hải. Liễu Sơn Hải, người đứng đầu nhà họ Liễu đã ngoài 50, giờ phút này đang ngồi trong văn phòng nghe báo cáo doanh thu hàng quý của giám đốc kinh doanh, càng nghe thì chân mày ông nhíu càng sâu. A Tĩnh không thể tiếp tục như thế này được. Tập đoàn chúng ta là công ty hàng đầu trong ngành bán lẻ ở Cố Đô và toàn bộ 5 tỉnh Tây Bắc. Chúng ta có mạng lưới bán hàng hoàn chỉnh ở thị trường từ trung cấp đến bình dân, tuy nhiên thị trường cao cấp đã sụt giảm trong 3 quý liên tiếp. Nếu điều này tiếp tục, chúng ta sẽ bị một số công ty khác chèn ép, hoàn toàn biến khỏi thị trường bán lẻ cao cấp, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn. Khi đó, chúng ta sẽ dần bị xâm chiếm, thậm chí chúng sẽ hoàn toàn bóp chết chúng ta thế giới bán lẻ. Điều này rất nguy hiểm, các người nhất định phải tìm sản phẩm cao cấp để tiêu thụ càng sớm càng tốt. Nếu không có sản phẩm phù hợp trong tập đoàn thì có thể chuyển sang các kênh khác để tìm. Dù không có lợi nhuận, thậm chí phải thiếu nợ thì cũng phải khiến cho lượng tiêu thụ của các sản phẩm cao cấp tăng lên, không được để nó tụt dốc không phanh nữa. Liễu Sơn Hải nghiêm trang nói với một phụ nữ trung niên trước mặt. Người này tên là Từ Tĩnh, là giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Từ Tĩnh gần đây cũng lo lắng về sự việc này,
bà ta làm thêm giờ và thức trắng đêm để nghĩ biện pháp đối phó, mặt cũng xuất hiện những đốm đen, vô cùng khô nứt, bà ta gật đầu với Liễu Sơn Hải, cười gượng và nói, thưa chủ tịch, tập đoàn của chúng ta không phát triển một sản phẩm nào trong hơn 3 năm. Có những sản phẩm cao cấp dành cho thị trường và một số kênh nội địa khác, nhưng quyền tiêu thụ đều nằm trong tay một số những ông lớn, chúng ta không thể nhúng tay vào được. Ngày mai tôi sẽ đi nước ngoài để khảo sát, nếu không tìm được thì tôi sẽ nhập một số sản phẩm. Ngay lúc này cửa văn phòng bị đẩy mở ra, một giọng nói vui vẻ vang lên, dì Từ Tĩnh không cần phải ra nước ngoài, cháu sẽ mang đến cho dì một sản phẩm tốt, độc nhất vô nhị trên thế giới, ha ha. Chính là giọng nói của người đã đứng ở cửa nghe lén một lúc lâu Liễu Linh Linh. Vào sao không gõ cửa, thật là không ra thể thống gì cả. Ba đang bàn công việc với dì Từ, con đến đây làm gì? Liễu Sơn Hải thấy con gái bảo bối đi vào thì trách cứ vài câu, miệng thì trách cứ nhưng trong giọng nói tràn đầy cương triều, không có chút nào là tức giận. Cháu có sản phẩm nào muốn đề cử cho dì hay sao? Nếu như sản phẩm mà cháu đề cử có tiềm năng thì dì cảm ơn cháu rất nhiều. Dì cũng đang buồn chết đi được, vừa nãy mới bị ba cháu khiển trách. Từ Tĩnh cười nói, thật ra bà ta cũng không mong chờ cô Thiên Kim đại tiểu thư này sẽ đề cử được sản phẩm tốt, chỉ là muốn nịnh hót một chút mà thôi. Liễu Linh Linh lè lưỡi nhìn Liễu Sơn Hải, cười hì hì nói, ba cho con nửa tiếng, con có thể giải quyết khó khăn trước mắt của công ty. Vừa nói Liễu Linh Linh vừa lấy đàn chú nhan trong từ trong túi ra đưa cho Từ Tĩnh và nói, dì Tĩnh, da của dì kém sắc quá, dì uống thuốc này đi, sau nửa giờ sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Từ Tĩnh nửa tin nửa ngờ nhận lấy viên thuốc trong tay Liễu Linh Linh, sau đó đưa lên mũi ngửi một cái, có mùi thơm dịu, đây chính là sản phẩm mà cháu nói đó hả? Liễu Linh Linh rót hai ly nước lọc đưa tới cho ba cô và dì Tĩnh và nói, không sai, chính là cái này, con biết là hai người sẽ không tin tưởng, nhưng bản thân con đã thử nghiệm. Liễu Linh Linh vừa nói vừa cười hì hì, chẳng lẽ ba không phát hiện ra mặt con có gì khác sao? Da của ba cũng không đẹp, ba cũng uống một viên đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Linh Linh cho ba cô và Từ Tĩnh mỗi người một viên đan chú nhan sau đó thúc giục hai người uống. Con, mụn nhọt trên mặt con đâu rồi? Tối hôm qua ba còn thấy mụn nhọt trên mặt con rất nghiêm trọng, ba còn định liên lạc cho chuyên gia thẩm mỹ, nhưng bây giờ một chút dấu vết cũng không thấy. Liễu Sơn Hải kinh ngạc nhìn con gái. Hi hi, ba thật thông minh, chỉ cần nửa tiếng nữa thì hai viên thuốc nhỏ bé này sẽ giải quyết được khó khăn mấy ngày qua của công ty chúng ta. Hai người mau uống đi. Thuốc này rất tốt cho hai người, con đã thử nghiệm rồi chẳng lẽ con lại hại hai người sao? Liễu Linh Linh rất thành thật nói. Liễu Sơn Hải và Từ Tĩnh nhìn nhau một cái, hai người đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, hai người đều biết Liễu Linh Linh không nói đùa. Nếu như những lời của Liễu Linh Linh nói là thật thì viên thuốc này đã phá vỡ định luật của mỹ phẩm thông thường. Liễu Sơn Hải và Từ Tĩnh cùng nhau uống đan chú nhan. Nửa tiếng sau, trên mặt Từ Tĩnh xuất hiện một tầng mồ hôi. Bà ta cười nói, sau khi uống thuốc thì trên mặt xuất hiện mồ hôi, sẽ không có tác dụng phụ đấy chứ. Tôi đi rửa mặt đã rồi nói. Dì mau đi đi, xuất hiện mồ hôi có nghĩa là thuốc đã phát huy tác dụng, là chuyện tốt, đây là thuốc bắc nên sẽ không có tác dụng phụ đâu. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Liễu Linh Linh cũng hơi lo lắng, nhưng đã quyết định làm thì chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên. Phòng làm việc của Lưu Sơn Hải có nhà vệ sinh riêng. Một lát sau thì nghe được tiếng hét từ trong nhà vệ sinh. Từ Tĩnh hét lên khiến Liễu Linh Linh căng thẳng, cô lo thuốc sẽ có tác dụng phụ, dù sao thì thể chất mỗi người khác nhau. Thời điểm cô đang định đứng dậy thì Từ Tĩnh kích động chạy ra khỏi nhà vệ sinh, viên thuốc này cháu lấy ở đâu? Mau nói cho dì biết đi, nó thực sự là thần dược, quá thần kỳ, mụn đầu đen và lỗ chân lông trên mặt dì đều đã biến mất, độ đàn hồi của da cũng được cải thiện, giống như là trẻ hơn vài tuổi vậy đấy. Nghe được những lời của Từ Tĩnh thì trong lòng Liễu Linh Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp trả lời Từ Tĩnh thì Liễu Sơn Hải cũng mở miệng nói, mấy ngày nay ba mất ngủ, trạng thái tinh thần cũng không tốt, nhưng bây giờ ba thấy người khỏe hơn nhiều rồi. Nhà đầu, cháu mau nói đi, viên thuốc này cháu lấy ở đâu? Trên thị trường chưa xuất hiện loại thuốc này phải không? Đúng, con mau nói cho chúng ta biết con lấy viên thuốc này ở đâu. Hai thương nhân lão làng như Liễu Sơn Hải và Từ Tĩnh đã tìm ra được cơ hội làm ăn, những người kinh doanh bán lẻ như bọn họ nào dễ dàng bỏ qua một cơ hội làm ăn tốt như vậy sao? Liễu Linh Linh cười đắc ý nói, ba,
Dì Tư Tĩnh, hai người đừng nóng vội, nghe con nói đã. Sản phẩm mà con đề cử với hai người chưa có mặt trên thị trường, loại thuốc này là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Sau đó Liễu Linh Linh nói chuyện của Dương Bách Xuyên cho Liễu Sơn Hải và Từ Tĩnh biết. Chờ Liễu Linh Linh nói xong thì Liễu Sơn Hải nhìn Từ Tĩnh một cái. Từ Tĩnh gật đầu một cái. Ba thấy thế nào, có muốn hợp tác với Dương Bách Xuyên không? Liễu Linh Linh hỏi, thật ra thì cô cũng muốn giúp Dương Bách Xuyên, bởi vì cô hiểu hoàn cảnh của anh. Sở dĩ cô đến tìm ba là vì cô tin tưởng ông sẽ không bạc đãi Dương Bách Xuyên. Ngoài ra, cô cũng có tâm tư, cô biết Đan Trú Nhan chắc chắn sẽ khuấy đảo thị trường, vậy thì chuyện làm ăn của gia tộc cũng sẽ có khởi sắc. Nhưng tất cả mọi thứ đều cần ba cô là Liễu Sơn Hải gật đầu mới được. Con cứ về trước đi, hôm nay không phải cuối tuần sao? Dương Bách Xuyên là bạn học của con, hay là buổi tối mời cậu ta tới nhà là khách, con cũng có thể mời vài người bạn học nữa. Buổi tối ba gặp người bạn học kia của con rồi nói sau. Liễu Sơn Hải mỉm cười nói. Vậy được, mấy ngày nay con không muốn đến trường học nên cũng muốn mời vài người bạn tới nhà chơi, vậy có đi trước nhà ba, tạm biệt gì Từ Tĩnh. Tạm biệt Từ Tĩnh mỉm cười nhìn Liễu Linh Linh rời đi. Phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Từ Tĩnh nhìn Liễu Sơn Hải, nghiêm túc nói, sếp, nếu như những gì Linh Linh nói là sự thật. Một tháng bạn học kia của con bé có thể điều chế ra 1.500 viên đan chú nhan thì tôi dám khẳng định rằng hoạt động sụt giảm trong lĩnh vực bán lẻ cao cấp của tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện, thậm chí có thể thống lĩnh 5 tỉnh Tây Bắc và thâm nhập toàn bộ thị trường sản phẩm cao cấp ở Trung Quốc. Liễu Sơn Hải gật đầu một cái, cô mau đưa đan chú nhan cho bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra thành phần, xem ngoài việc làm đẹp còn có tác dụng gì khác. Ngoài ra, kiểm tra hóa nghiệm xem có tác dụng phụ gì không. Bảo bọn họ bỏ lại hết tất cả công việc đang làm để hóa nghiệm đan chú nhan này, trước giờ tan ca tôi cần kết quả. Trong lòng Liễu Sơn Hải biết đan chú nhan này có công hiệu như thế nào. Ông ta luôn muốn tập đoàn Liễu Thị muốn dẫn đầu Trung Quốc, thậm chí là thị trường quốc tế, đây là ước mơ mà ông ta luôn ấp ủ, ông ta muốn dẫn tập đoàn Liễu Thị tiến thêm một bước. Vâng, tôi sẽ đích thân giám sát, Từ Tĩnh gật đầu một cái, cầm lấy hai viên đan chú nhan mà Liễu Linh Linh đã để lại. Sau đó rời khỏi phòng làm việc của Liễu Sơn Hải. Liễu Sơn Hải ngồi trên ghế trong phòng làm việc, ánh mắt lóe lên tia sáng, ông ta lẩm bẩm, rất thú vị, y học của Trung Quốc tinh thâm uyên bác như vậy nên việc xuất hiện đan chú nhan cũng không có gì kỳ lạ. Sư phụ của Dương Bách Xuyên là thần thánh phương nào đây? Vừa dứt lời, Liễu Sơn Hải liền cầm điện thoại lên và bấm số gọi. Chú Phúc, Linh Linh có một người bạn tên là Dương Bách Xuyên, tôi cần thông tin cặn kẽ của cậu ta. Được, tôi sẽ lập tức đi điều tra. Cúp điện thoại, Liễu Sơn Hải sờ lên mặt mình, ông ta lại cảm thấy da của mình có chút đàn hồi. Từ giây phút Liễu Sơn Hải cảm nhận được công hiệu của đan chú nhan thì Liễu Sơn Hải liền muốn gặp Dương Bách Xuyên, chẳng những muốn gặp mà còn phải lôi kéo bằng được Dương Bách Xuyên về tập đoàn Liễu Thị, đan chú nhan nhất định không thể trượt khỏi tay nhà họ Liễu. Ông ta con gái của mình mời Dương Bách Xuyên tới nhà chơi cũng biểu thị ý coi trọng. Nguyên tắc làm việc của Liễu Sơn Hải chỉ gói gọn trong một từ ổn định cho nên ông ta mới phải điều tra thân phận bối cảnh của Dương Bách Xuyên sau đó mới có thể đưa ra cái giá thương lượng. Sau giờ tối, phòng làm việc của Liễu Sơn Hải nhận được điện thoại của chú Phúc. Ông ta biết được tin tức, Dương Bách Xuyên chỉ là một sinh viên nghèo, quê ở một ngôi làng miền núi nhỏ ở tỉnh lân cận. Trong nhà có một bà nội già yếu bệnh tật và một em gái đang học cấp 2, ba của Dương Bách Xuyên là một sĩ quan. Sau khi ba mẹ cậu ta kết hôn được 4 năm thì ba cậu ta mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ, đến nay đã hơn 10 năm nhưng không có chút tin tức nào. Cậu ta tự mình đi làm thêm để trang trải học phí. Khi Dương Bách Xuyên 4 tuổi thì mẹ cậu ta bỏ nhà ra đi, để lại Dương Bách Xuyên, em gái và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Vì cậu ta đi làm thêm nên không có nhiều bạn bè trong trường học. Nếu như có loại thuốc thần kỳ như vậy thì tại sao lại không nhờ chúng để cải thiện cuộc sống? Tại sao còn phải đi làm thêm? Điều này đã để lại một nút thắt trong lòng Liễu Sơn Hải, chỉ có thể đợi đến tối gặp mặt Dương Bách Xuyên mới có thể cởi được nút thắt này. Ở phía bên kia, Từ Tĩnh cũng mang đến một tin vui, đan chú nhan của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không có tác dụng phụ đối với cơ thể con người. Ngược lại, ngoài tác dụng làm đẹp ra thì đan chú nhan có hơn 20 tác dụng có lợi đối với cơ thể con người như bổ huyết, giải độc, có thể gọi đây là thần dược. Sau khi nghe lời giải thích này, Liễu Sơn Hải đã hoàn toàn kinh ngạc,
ông ta ra lệnh cho mọi người không tiết lộ thông tin của Đan Trú Nhan, còn ký một thỏa thuận giữ bí mật sau đó mới yên tâm rời khỏi công ty. Sau khi biết được công dụng của Đan Trú Nhan thì Liễu Sơn Hải càng coi trọng Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên thì không hề hay biết những thứ này, anh vẫn chăm chỉ nghiên cứu thuật ngũ hành dẫn thể. Ngay vào lúc này thì điện thoại của anh đổ chuông, thấy là Liễu Linh Linh gọi tới thì liền bấm nghe, nhạo báng cất lời, nhanh như vậy đã thấy nhớ tôi rồi sao? Nhớ em gái cậu ấy, đừng có tự rát vàng lên mặt mình được hay không? Hôm nay bà đây mời các bạn học tới nhà chơi, tôi đã bảo tài xế tới đón cậu, tài xế đang đợi dưới lầu, cậu xuống nhanh đi. Tôi đã nói chuyện Đan Trú Nhan cho ba tôi rồi, tối nay ông ấy muốn gặp cậu. Nói xong cũng không cho Dương Bách Xuyên cơ hội mở lời liền cúp máy. Thật ra thì cô sợ Dương Bách Xuyên không đến. Dương Bách Xuyên cười khổ một tiếng, bước tới cửa sổ nhìn một cái, quả nhiên dưới lầu cách đó không xa có một chiếc xe con đang đỗ ở đó, còn là BMW. Liễu Linh Linh đã mời, lại còn cho anh thể diện như vậy, hơn nữa ba cô cũng muốn nói chuyện Đan Trú Nhan với anh nên anh càng phải đi. Anh lấy một ít thức ăn ra cho Hương Hương sau đó đi xuống lầu. Tài xế mà Liễu Linh Linh phái tới đang đợi ở dưới lầu, anh không thể để người ta chờ lâu. Dương Bách Xuyên đi xuống lầu, tài xế từ xa đi tới và hỏi, xin hỏi cậu là Dương Bách Xuyên, cậu Dương đúng không? Là tôi, xin chào. Dương Bách Xuyên gật đầu, không hề cảm thấy kỳ lạ khi đối phương nhận ra mình, nếu là do Liễu Linh Linh sắp xếp, vậy chắc chắn sẽ biết anh. Cậu Dương, là cô chủ Liễu Linh Linh nhà tôi sắp xếp cho tôi đến đón cậu. Người tài xế là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, nói chuyện rất kiêng dè. Cảm ơn, chúng ta đi thôi. Ngồi lên xe, tài xế đi thẳng đến khu phát triển, đi vào khu này, từng dãy nhà cao tầng mới tinh san sát nhau, nơi này là thành phố cố đô, mấy năm gần đây chủ yếu muốn xây dựng thành khu mới, cách trung tâm thành phố chưa đến nửa giờ đi xe. Rất nhiều cơ quan chính phủ đều tọa lạc ở đây. Mà khu phát triển mới cũng là nơi có giá đắt nhất và tốt nhất của toàn bộ cố đô, tiến vào khu phát triển đi về phía đông chính là phố biệt thự tốt nhất trong môi trường thành phố cố đô, nơi đây hội tụ đủ loại kiến trúc biệt thự. Có thể nói nơi đây là nơi tụ tập toàn bộ gia đình giàu có của cố đô, Dương Bách Xuyên cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng tới nơi này. Ngồi trên xe nhìn từng tòa biệt thự chạy như bay qua, trong lòng anh âm thầm suy nghĩ về gia thế của Liễu Linh Linh. Có thể ở vào nơi tập trung những gia đình giàu có nhất cố đô này chắc chắn không đơn giản. Vài phút sau xe dừng trước cửa một căn biệt thự to lớn, Dương Bách Xuyên nhìn vào trước cửa biệt thự vẫn là một sân vườn nhỏ chuyên dùng để đậu xe, có hơn 10 chiếc xe các loại đang đậu ở đây, trong đó chỉ riêng xe thể thao đã có 5-6 chiếc. Cậu Dương, chúng ta đến rồi. Được rồi. Dương Bách Xuyên mở cửa xuống xe, anh quan sát ngoài cửa một chút, có 7-8 thanh niên nam nữ. Thoạt nhìn cũng chạc tuổi mình, Liễu Linh Linh rõ ràng cũng ở trong đám người đó. Dương Bách Xuyên vừa xuống xe, Liễu Linh Linh lập tức cười tươi đi tới, ở bên cạnh cô có thêm hai người quen cũ, Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, tối nay các cô ăn mặc quả thực rất lộng lẫy xinh đẹp, từng người đi qua, liếc mắt nhìn lại tất cả đều như một siêu mẫu chân dài lướt qua. Váy ngắn vớ đen đều có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Vì là chủ nhà. Liễu Linh Linh vừa đi tới, mấy người khác bên cạnh cô đều rời ánh mắt sang đây. Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm giác được, có vài ánh mắt không mấy thiện cảm rơi vào trên người anh, nhìn khuôn mặt Liễu Linh Linh tươi cười đi tới phía mình, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm giác hình như có cái gì không đúng lắm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đêm nay chỉ mong con yêu tinh thần kinh này đừng làm bất cứ điều gì sai trái. Có đôi khi trong lòng cố tình nghĩ cái gì thì cái đó sẽ đến. Trong lòng vừa mới nghĩ xong, Liễu Linh Linh đã đi tới, dùng giọng điệu ngọt ngào chết người nói, Honey, sao giờ anh mới đến chứ, người ta đã chờ anh lâu lắm rồi đó. Trong lúc nói chuyện, lúc Dương Bách Xuyên kinh ngạc không phản ứng kịp, rất tự nhiên đã bị cô khoác tay, thản nhiên là bộ dáng ngọt ngào của tình nhân. Honey, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hồi hộp, quả nhiên Liễu Linh Linh sẽ không cho anh một chút không gian yên tĩnh, luôn luôn trêu chọc gây rắc rối cho anh. Giờ khắc này. Trong lòng Dương Bách Xuyên đã đoán được sơ qua tình huống, cái tên yêu tinh thần kinh Liễu Linh Linh này muốn làm gì đây? Ba chữ bia đỡ đạn trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Nhưng lúc này ánh mắt rất nhiều người đều tập trung ở trên người cô, anh cũng không thể làm ra chuyện gì tổn hại đến mặt mũi của Liễu Linh Linh, trên mặt lộ ra ý cười, nhếch miệng, cắn răng thấp giọng hỏi Liễu Linh Linh, cô cả Liễu, mẹ nó,
cậu muốn làm gì đây? Liễu Linh Linh cũng mang theo ý cười nhỏ giọng nói, giúp tôi đi, tôi sẽ cho cậu mượn cả đêm, vốn dĩ tôi định mời Lâm Hoan, Tiểu Bối và một số người với cậu đến nhà ăn cơm bình thường để cảm ơn cậu đã chữa khỏi cho mụn trên mặt tôi. Mẹ nó, ai ngờ mấy tên quỷ đáng ghét này nghe tin mà đến, trong đó có một người cứ luôn quấn lấy tôi, nhưng bà đây không ưa cậu ta chút nào. Cầu xin cậu, cứu viện như chữa cháy, đợi chuyện này qua rồi, bà đây sẽ mời cậu đi massage thư giãn. Phụt! Dương Bách Xuyên nghe Liễu Linh Linh nói chuyện, cuối cùng vẫn không nhịn được. Yêu tinh thần kinh này chắc chắn là người của thế giới thứ hai xuyên không tới đây, nói chuyện luôn có thể dẫn đến chết người. Cái gì mà, cho cậu mượn cả đêm? Cái gì mà, sau khi xong việc, mời cậu massage thư giãn? Những từ này từ trong miệng nam sinh nói ra, Dương Bách Xuyên sẽ không thấy kỳ lạ chút nào, nhưng từ trong miệng hoa khôi Liễu Linh Linh này nói ra, quả thực chính là trời nắng cũng có sấm sét nha. Sấm sét thì kệ sấm sét, nhưng nhìn bộ dáng của cô đích thật là rất khó sợ bị người khác bám lấy, mở miệng ra đã cầu xin, yêu tinh thần kinh này còn khoác tay lên tay anh, Dương Bách Xuyên còn có thể làm gì được đây? Cảnh tượng thân mật như thế, đã kéo xuống một vạn điểm thù hận rồi, không giúp một tay thì đều có lỗi với hai bên. Trong lòng tức giận đến nỗi muốn chửi thề, Dương Bách Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Linh Linh, cắn răng nói, nhớ kỹ cậu nợ tôi một lần, với lại đừng quên lời hứa mời tôi đi massage thư giãn, lần sau không có chuyện này nữa đâu. Cái gì, Dương Bách Xuyên, mẹ nó, cậu thật sự muốn đi massage thư giãn sao? Giọng nói của Liễu Linh Linh nâng cao vài phần. Thuận tay nhéo cánh tay Dương Bách Xuyên một cái. Úi à cậu nhéo tôi làm gì? Dương Bách Xuyên đau đến hít một ngụm khí lạnh. Cậu nói xem, Liễu Linh Linh hung hăng nói. Yêu tinh thần kinh, không phải cậu nói mời tôi đi massage thư giãn sao? Bà đây chỉ nói mồm thôi. Cậu, cảnh đấu võ mồm của hai người trong mắt người ngoài chính là thước đo của các cặp tình nhân. Lúc này Tiền Tiểu Bối tiến lại gần nói, qua Linh Linh, các cậu. Đây quả thực là sự thật sao, còn nói chỉ là diễn kịch. Lâm Hoan tiến lại gần cũng nhỏ giọng nói. Liễu Linh Linh biết hai đứa bạn thân hiểu lầm rồi, đành trừng mắt nhìn hai người và nói, tôi làm sao có thể yêu tên Dương Bách Xuyên khốn khiếp này chứ? Yêu tinh thần kinh, cậu cũng không phải đồ ăn của tôi. Dương Bách Xuyên phản bác khi nghe Liễu Linh Linh tức giận. Chúng tôi hiểu rồi. Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối đồng thanh nói. Trong mắt hai người đây chính là liếc mắt đưa tình. Lập tức Tiền Tiểu Bối đột nhiên mở miệng nói với Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên, nể tình cậu chữa khỏi bệnh cho các chị đây, tôi nhắc nhở cậu một câu, chuẩn bị lát nữa bị người ta chửi bới đi. Nhìn thấy cái người mặc quần áo trắng bên kia không, gã tên là Hầu Diệu, chúng tôi đều gọi gã là Thận Heo, là người của nhà họ Hầu đứng thứ hai trong giới thương mại ở Cố Đô đứng, gã chính là người theo đuổi Linh Linh cuồng nhiệt đấy. E là hôm nay cậu sẽ gặp phiền phức lớn rồi, ha ha. Với lại Hầu Diệu rất tôn trọng vũ lực, là võ thuật, một người có thể đánh 3 đến 5 người cũng không thể ngăn cản được, tính tình nóng nảy, nhưng nói tóm lại cũng là người không hư hỏng lắm. Đợi lát nữa nếu không chịu nổi thì cầu xin gã tha thứ, bình thường tên Thận Heo này sẽ không tùy tiện bắt nạt kẻ yếu, cậu chịu thua gã sẽ buông tha cho cậu. Dương Bách Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Linh Linh, biết ngay là không có chuyện gì tốt mà. Nhưng trong lòng cô lại không hề để ý chút nào. Không phải là võ thuật thôi sao? Lần trước bọn Ninh Vũ cũng dùng võ thuật, còn không phải vẫn bị mình đánh bại đến nỗi nghe theo răm rắp sao? Bàn về võ thuật, Dương Bách Xuyên thật sự không sợ ai. Cậu chỉ được cái nhiều chuyện thôi. Liễu Linh Linh trách móc Tiền Tiểu Bối. Tiền Tiểu Bối thè lưỡi làm mặt quỷ. Linh Linh, thằng nhóc này là ai? Từ đâu nhảy ra vậy? Lúc mấy người đang nói chuyện, thanh niên trong miệng Tiền Tiểu Bối tên là Hầu Diệu đã đi tới. Vẻ mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, trầm giọng hỏi Liễu Linh Linh. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏ vẻ không mấy thiện cảm. Nhưng Dương Bách Xuyên không thèm để ý tới gã. Điều này làm cho Hầu Diệu càng lúc càng nổi trận lôi đình. Giờ phút này, sắc mặt Liễu Linh Linh lạnh xuống nói, Thận Heo, đây là bạn trai của tôi, Dương Bách Xuyên, nếu đêm nay anh đến nhà tôi làm khách thì tôi hoan nghênh, nếu thật sự muốn gây sự thì nên đi khỏi đây sớm nhé. Tôi cũng không mời anh đến. Còn nữa, đừng gọi tôi là Linh Linh, gọi tôi là Liễu Linh Linh, ok. Chỉ có ở trước mặt những bạn học tốt, Liễu Linh Linh mới có thể không kiêng nể gì, nhưng đối mặt với người cô không muốn gặp thì khác, muốn sắc mặt như thế nào thì thế đó.
Cô nói chuyện cũng không cho Hầu Diệu một chút thể diện nào, ngay cả mấy cậu ấm khác nghe tin mà đến hôm nay cũng bày ra sắc mặt rất khó coi, mấy người bọn họ đích thật là đêm nay không được Liễu Linh Linh mời mà tự mình chạy tới. Trong đó có người giống như Hầu Diệu chạy tới chỗ Liễu Linh Linh, cũng có mấy người chạy tới chỗ Tiền Tiểu Bối và Lâm Hoan. Cái gọi là rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, mỗi tầng lớp trong xã hội này đều có vòng tròn riêng. Tối nay bất kể là bạn học được Liễu Linh Linh mời đến, có học cùng trường hay không, đều có một đặc điểm chung, đó chính là tất cả bọn họ đều là người của giới kinh doanh cố đô, nói trắng ra đều là đời sau. Mặt Hầu Diệu bị lời nói của Liễu Linh Linh làm cho tức giận đến cả người phát run, lớn tiếng nói, Linh Linh, cho dù em không muốn gặp anh, nhưng cũng không cần phải tìm một thằng bụi đời như vậy làm anh tức giận chứ. Em xem, cậu ta có điểm nào tốt hơn anh không? Cả người từ trên xuống dưới đều là hàng trợ, vừa nhìn đã biết là một tên trai bao chính hiệu, em muốn chân thành từ chối anh cũng nên tìm một người đàng hoàng một chút chứ, mẹ nó, thằng nhóc này là cái thá gì chứ? Hầu Diệu, anh quá đáng rồi đấy, cút đi cho tôi tìm kiểu bạn trai thế nào là chuyện của tôi, anh quản cái quái gì chứ? Sắc mặt Liễu Linh Linh tái nhợt, trong lòng cô sợ lời nói của Hầu Diệu làm tổn thương lòng tự trọng của Dương Bách Xuyên. Lần đầu tiên mở miệng mắng Hầu Diệu, ngay cả chính cô cũng không rõ tại sao lại quan tâm Dương Bách Xuyên như vậy. Được lắm, Liễu Linh Linh, em nghiễm nhiên vì một thằng bụi đời mà mắng anh sao? Được được được, hôm nay anh sẽ không đi, xem em có thể diễn kịch đến bao giờ. Anh đến thăm hỏi ông nội Liễu, đừng quên, ông nội Liễu ở trước mặt ông cụ nhà anh đã chính miệng đồng ý gả em cho anh. Trong lúc Hầu Diệu nói chuyện đã lôi cả ông cụ hai gia đình ra. Lần này Liễu Linh Linh thật sự tức điên rồi, trong lòng cô hiểu được đây chính là điều đáng ghét nhất của gia đình kinh doanh. 10 năm trước, trong một lần gặp mặt, ông cụ trong nhà đích thật nói muốn gả cô cho Hầu Diệu. Nhưng chuyện kia bởi vì lúc đó nhà họ Hầu là gia tộc đứng thứ hai trong giới kinh doanh ở cố đô, nhà họ Liễu mới đứng thứ năm, 10 năm trước chính là thời gian ba cô tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, hoàn toàn là vì củng cố sự nghiệp của gia tộc, mặc dù chỉ là lời nói miệng. Nhưng ông cụ hai nhà đều là nhân vật làm mưa làm gió, chuyện này hai nhà đều im lặng cho qua rồi. 10 năm trước Liễu Linh Linh mới 11 tuổi, có thể biết cái gì chứ? 10 năm sau cô càng không thể chấp nhận chuyện này, hôm nay bị Hầu Diệu nói ra, cô cũng không có cách nào phản bác, cũng không thể nói không chấp nhận, đó chính là tự tát vào mặt ông nội. Liễu Linh Linh biết nhà họ Liễu của cô thật sự không thể trêu chọc đến nhà họ Hầu. Ngay lúc đó, cô bị Hầu Diệu tức giận mắng một trận. Mà lúc này Dương Bách Xuyên thì sao? Anh đã muốn bộc phát từ lâu rồi, anh bị Hầu Diệu mắng là thằng bụi đời, hoàn toàn xem thường mặt mũi làm anh tức giận. Đờ cây em, ông đây chưa nói câu nào, mẹ nó, tự nhiên lại tai họa cái quái gì vậy? Cho dù hôm nay tôi là bạn trai chính thức của Liễu Linh Linh, cũng không đụng chạm đến cái thận heo của anh cũng không cần phải sỉ nhục tôi như vậy chứ. Không đánh cho mày một trận ba má nhận không ra, thật sự cho rằng truyền nhân của tán tiên dễ bắt nạt vậy sao? Dương Bách Xuyên tiến lên một bước vỗ vai Liễu Linh Linh và thân thiết chủ động cầm tay cô, bạn yêu đừng giận, một quả thận heo trong nội tạng mà thôi, cậu cần gì phải như vậy? Phụt! Phì! Dương Bách Xuyên vừa thốt ra, mấy người Tiền Tiểu Bối và Lâm Hoan ở bên cạnh lập tức không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngay cả Liễu Linh Linh bị Hầu Diệu chọc giận đến độ mặt thoát xanh thoát đỏ nghe thấy câu này của Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được cười. Quá độc mồm, không ngờ Dương Bách Xuyên lại đặt biệt danh cho Hầu Diệu, mắng gã là thận heo nội tạng. Sau khi tỉnh táo lại, Hầu Diệu lập tức nổi giận, mẹ mày, thằng bụi đời kia mày mắng ai là thận heo đấy? Kẻ nào đáp thì chính là kẻ đó. Dương Bách Xuyên híp mắt cười tủm tỉm, biểu cảm trên gương mặt đúng kiểu tức chết người không đền mạng. Hầu Diệu đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy đâu. Trước giờ toàn là gã bắt nạt người khác, chưa có mấy ai dám sỉ nhục gã như thế. Gã lập tức siết chặt hai tay, ném phong độ ra 9 tầng mây, giận dữ hét lên một tiếng rồi lao tới đấm Dương Bách Xuyên. Hầu Diệu chỉ thấy Dương Bách Xuyên sỉ nhục mình, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trước đó gã mở miệng mắng Dương Bách Xuyên là tên bụi đời cũng là sỉ nhục người ta. Dương Bách Xuyên híp mắt. Đứng im tại chỗ chờ Hầu Diệu đánh tới. Anh muốn chọc giận Hầu Diệu ép gã ra tay trước, đến lúc đó mình ra tay đánh đối phương thì cũng là danh chính ngôn thuận. Quả nhiên một câu thận heo nội tạng đã làm Hầu Diệu nổi giận đánh người. Gọi gã là thận heo cũng chẳng thể trách Dương Bách Xuyên, ai bảo biệt danh của gã là yêu tử chứ. Khi nắm đấm của Hầu Diệu sắp chạm vào mặt,
Dương Bách Xuyên mới ra tay. Tiền tiểu bối nói Hầu Diệu theo học trường võ thuật, một mình anh có thể đánh răm ba tên. Trong mắt anh, Hầu Diệu và đám Ninh Vũ chẳng khác gì nhau, chỉ biết chút võ vẽ mà thôi. Cho dù Dương Bách Xuyên không biết võ, chỉ dựa vào tốc độ và thị lực cùng thính lực của cơ thể cũng có thể hạ gục Hầu Diệu bằng một tay, chứ đừng nói chi đến hiện giờ anh đã lĩnh ngộ mấy quyển thuật ngũ hành dẫn thể trong tay. Anh lập tức tung ra một đấm, cứng rắn đọ sức với nắm đấm của Hầu Diệu. Bộp! Á! Một giây sau nắm đấm của hai người chạm nhau, phát ra âm thanh nặng nề. Ngay sau đó, Hầu Diệu hét lên thảm thiết, lập tức lùi phát lại rồi ngồi phịch xuống đất. Dương Bách Xuyên dùng nắm đấm với Hầu Diệu là đang bắt nạt gã. Hôm nay anh nể mặt nhà họ Liễu nên không nặng tay, chỉ khẽ dùng lực làm một cánh tay của Hầu Diệu bị chật khớp mà thôi. Nếu không cân nhắc đến thể diện của Liễu Linh Linh thì một đòn này của anh có thể phế một tay của Hầu Diệu, để cho gã biết kết cục của việc khinh người và ăn nói thô tục. Hầu Diệu bị Dương Bách Xuyên đấm chật khớp, đau đến nỗi trán đẫm mồ hôi. Lần này coi như gã đã hiểu ra hôm nay mình phạm thái tuế, tên Dương Bách Xuyên này là người luyện võ chính tông. Gã là sinh viên trường võ nên am hiểu vũ lực hơn người bình thường, lúc nãy Dương Bách Xuyên chẳng khác gì hạ gục một kẻ mê cuồng võ thuật lọt vào top 3 trường võ thuật như gã chỉ trong tích tắc và bằng một cú đấm. Cảm giác trong khoảnh khắc vừa rồi khiến Hầu Diệu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp phó hiệu trưởng trường võ thuật. Đó là 3 năm trước gã ngang bướng khó thuần, ngay ngày đầu tiên nhập học đã làm cho phó hiệu trưởng phải thể hiện bản lĩnh, không biết sống chết đi so đấu. Kết quả là ngày hôm ấy phó hiệu trưởng đã để lại bóng ma trong lòng gã. Tình cảnh lúc đó sao giống hiện tại thế nhỉ? Thậm chí Dương Bách Xuyên còn khiến gã cảm thấy lợi hại hơn phó hiệu trưởng trường võ. Sau lần đó Hầu Diệu mới biết phó hiệu trưởng trường võ thuật là phó hiệu trưởng danh dự được nhà trường mời đến, thỉnh thoảng người ta mới đến trường dạy học. Vị phó hiệu trưởng kia là đệ tử tục gia của giáo Toàn Chân, là thiên tài bắt đầu luyện võ từ hồi 3 tuổi, còn là phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc, rất giỏi võ công. Vậy mà bây giờ đối mặt với Dương Bách Xuyên, Hầu Diệu lại có ảo giác này, thật sự là hắn khó lòng tiếp nhận. Lúc này những người có mặt ở đây đều sững sờ. Không ai không biết Hầu Diệu, mọi người đều biết gã là một kẻ mê cuồng võ thuật, biết rõ giá trị vũ lực của gã. Nhưng bây giờ gã lại bị một đấm của Dương Bách Xuyên đánh bại ngay và luôn, hình ảnh này cực kỳ chấn động. Ngoài thán phục Dương Bách Xuyên có sức lực lớn ra, rất nhiều người không nghĩ đến phương diện vũ lực hoặc là võ thuật giống như Hầu Diệu. Bởi vì hiện nay đã là thời đại nào rồi, giới trẻ chỉ coi việc tập võ hay luyện taekwondo là tập thể hình hoặc làm bộ làm tịch mà thôi. Ai còn tin trên đời này thật sự có võ thuật tồn tại chứ? Dương Bách Xuyên đấm một cú lập tức hạ gục Hầu Diệu, mọi người đều cho rằng Dương Bách Xuyên có sức lực lớn mà thôi. Lúc này một đám cậu ấm đang chờ phản ứng tiếp theo của Hầu Diệu. Hay nói chính xác hơn là bọn họ muốn nhìn xem Hầu Diệu sẽ đùa chết Dương Bách Xuyên như thế nào. Tất nhiên là Liễu Linh Linh và đám cậu ấm cô Chiêu cùng trường có mặt ở đây đều biết sơ sơ tình hình của Dương Bách Xuyên. Anh chỉ là một sinh viên nghèo đến từ nông thôn mà thôi, một sinh viên không có tiền cũng chẳng quyền thì làm sao đấu được với cậu chủ của gia tộc xếp thứ 2 trong 10 gia tộc lớn giới kinh doanh cố đô chứ. Ba người Liễu Linh Linh, Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối cũng không ngờ Dương Bách Xuyên trông có vẻ nho nhã yếu ớt lại có thể đánh bại Hầu Diệu bằng một đấm. Ba người không lo lắng Hầu Diệu sẽ trả thù Dương Bách Xuyên như những người khác, bởi vì trong ba người, Liễu Linh Linh và Tiền Tiểu Bối đều là người trong giới kinh doanh cố đô, cả hai đều đứng về phía Dương Bách Xuyên. Nếu Hầu Diệu dám động vào Dương Bách Xuyên, thì các cô sẽ bắt tay nhau đấu với Hầu Diệu. Lúc này Hầu Diệu được người ta đỡ dậy, gã hít sâu một hơi, nhè răng nhếch miệng nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt sợ hãi cực độ nhưng trong lòng rất không phục. Hôm nay xem như Hầu Diệu gã bị Dương Bách Xuyên quét sạch thể diện, đa số người trong giới đều đang ở đây, Hầu Diệu không nuốt trôi cục tức này. Gã nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc bằng ánh mắt hung ác, tên nhóc này giỏi võ đấy, hôm nay tao chỉ cho mày một con đường sống. Mày để cho tao đấm một phát thì tao sẽ bỏ qua chuyện này. Hầu Diệu biết rõ e là dù hôm nay có 10 gã cũng chẳng làm gì được Dương Bách Xuyên. Tuy gã hồ đồ nhưng không ngu, đánh thua chịu thiệt một lần là đủ rồi. Không thể tự chuốc vạ vào người nữa. Cho nên gã nói như vậy là để tìm cớ cho bản thân xuống nước thôi. Hầu Diệu cho rằng điều kiện mình đưa ra chẳng khác gì đã cúi đầu khuất phục, như thế là nể mặt Dương Bách Xuyên lắm rồi. Miệng nói là đấm Dương Bách Xuyên một phát,
nhưng thật ra Hầu Diệu chỉ muốn lấy lại thể diện trước mặt những người trong giới mà thôi, Dương Bách Xuyên chẳng mất mát gì. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng đấm gã một phát, gã đấm lại một phát cũng chẳng có gì quá đáng. Hầu Diệu nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên, nhưng Dương Bách Xuyên lại giận quá hóa cười vì câu nói này của gã. Con mẹ nó, có tiền có thế thì mày chiếm lý khắp thiên hạ hả? Thật nực cười. Từ đầu đến cuối đều là đồ thận heo nhà mày gây sự với tao. Người mắng trước là mày, người ra tay trước cũng là mày cơ mà. Đánh thua là lỗi của tao chắc. Đứng đó cho đồ thận heo nhà mày đấm một phát á. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, híp mắt nhìn Hầu Diệu, mẹ kiếp, có phải đồ thận heo nhà mày bị ấm đầu không? Là con mẹ mày gây sự với tao, tao cũng chẳng ra tay với mày. Đạo lý trong thiên hạ không phải mày đặt ra, biến đi thằng chó. Sắc mặt Hầu Diệu đỏ bừng lên, gã chỉ tay, mày, thật sự là gã không ngờ mình lại gặp phải kẻ khó chơi như Dương Bách Xuyên. Tao đã nhượng bộ rồi mà mày đéo nể mặt tao. Mẹ kiếp, tao có định nặng tay với mày thật đâu. Chỉ tay vào tao nữa coi, mày có tin tao bẻ gãy không? Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Hầu Diệu chằm chằm. Hầu Diệu nhìn trong mắt mà căng thẳng trong lòng, ánh mắt lạnh như băng của đối phương làm gã bất giác rùng mình. Hầu Diệu không biết rằng Dương Bách Xuyên là người tu chân, tuy chỉ là luyện khí kỳ tầng 1 ở cấp độ nhập môn, nhưng cũng là hàng thật giá thật, trong cơ thể có chân khí. Lúc Dương Bách Xuyên nổi giận, chân khí chuyển động theo hình thế trời đất, hơi thở vô hình đâu phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Lúc này Hầu Diệu thật sự lúng túng, ngón tay chỉ vào Dương Bách Xuyên để nguyên cũng không được mà hạ xuống cũng chẳng xong. Nếu gã thả tay xuống, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài thì sau này gã sẽ trở thành trò cười trong giới. Nhưng nếu không hạ tay thì gã sợ Dương Bách Xuyên sẽ xông đến bẻ gãy ngón tay mình. May mà đúng lúc này có một giọng nói vang dội cất lên, ha ha ha, sao mấy đứa nhóc này lại đứng ở cổng thế? Mau vào đi, đứng ở cửa như thế, nếu người nhà tụi bay biết lại tưởng nhà họ Liễu không biết đạo tiếp khách đấy. Bé à, con mời các bạn vào nhà đi. Người vừa tới là chủ nhà họ Liễu tên Liễu Sơn Hải. Thật ra từ lúc Dương Bách Xuyên xuống xe, ông ta đã ra ngoài biệt thự chuẩn bị đích thân đón tiếp. Bởi vì đan chú nhan nên Liễu Sơn Hải rất coi trọng Dương Bách Xuyên. Nhưng nào ngờ lúc đi đến cổng ông ta lại trông thấy cảnh Hầu Diệu gây khó dễ cho Dương Bách Xuyên. Lúc này Liễu Sơn Hải cũng đang muốn quan sát Dương Bách Xuyên, cho nên đứng ở cổng định xem Dương Bách Xuyên sẽ đấu với Hầu Diệu như thế nào để tiện thăm dò tính cách của anh. Kết quả là sức mạnh của Dương Bách Xuyên khiến Liễu Sơn Hải cực kỳ kinh ngạc. Ông ta không ngờ thái độ cứng rắn của Dương Bách Xuyên có thể so với độ ngang ngược của đám cậu ấm ngang bướng kia, có thể dùng hai chữ bá đạo để miêu tả tính cách của anh. Liễu Sơn Hải cũng biết là Hầu Diệu bị câu nói của Dương Bách Xuyên dồn đến đường cùng, nếu như lúc này Hầu Diệu không xuống nước được thì chắc chắn sau này Dương Bách Xuyên sẽ bị gã ghi thù, đây không phải là chuyện tốt đối với anh. Liễu Sơn Hải không muốn thấy cảnh này, vì vậy cười ha hả đi ra đúng lúc Hầu Diệu đang lúng túng, kịp thời giải vây cho gã. Bởi vì tiếng cười của Liễu Sơn Hải thu hút sự chú ý của mọi người, cho nên Hầu Diệu chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là có thể bỏ tay xuống, như vậy sẽ không xấu hổ, mà cuộc so đấu với Dương Bách Xuyên cũng có lối thoát. Nếu không, lỡ như tạo thành vướng mắc không thể hóa giải thì toang luôn. Chào chú Liễu. Thấy Liễu Sơn Hải đi ra, ai nấy đều bước đến chào hỏi. Ừ, vào cả đi. Liễu Sơn Hải mỉm cười gật đầu đáp lại từng người. Sau đó... ông ta đi đến bên cạnh Hầu Diệu rồi vỗ vai gã, thản nhiên hạ cánh tay gã xuống và tươi cười bảo, Hầu Diệu khá đấy, thân thể lại rắn chắc hơn nhiều rồi này. Ông nội cháu có khỏe không? Cảm ơn chú Liễu quan tâm, ông nội cháu rất có tinh thần. Giờ phút này Hầu Diệu thật lòng biết ơn sự xuất hiện của Liễu Sơn Hải đã giúp mình giữ thể diện. Gã lập tức cung kính trò chuyện với Liễu Sơn Hải, không dám bất kính trước mặt đối phương. Bởi vì Liễu Sơn Hải không chỉ là chủ nhà họ Liễu, mà trong giới kinh doanh cố đô ông ta còn có biệt danh Ngọc Diện Hổ, đến cả ông cụ nhà họ Hầu cũng thường hay nói Liễu Sơn Hải có năng lực tể tướng trong giới kinh doanh. Tốt tốt, vào đi. Sau khi Liễu Sơn Hải nói xong, mọi người trợn tròn mắt nhìn ông ta đi về phía Dương Bách Xuyên, còn cách anh 3 mét đã chìa tay ra, cười sang sảng nói cháu trai là Bách Dương đúng không? Chú Liễu đã muốn mời cháu đến nhà làm khách từ lâu rồi. Lần trước cháu cứu Linh Linh nhà chú. Chú vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Hôm nay cháu phải uống với chú vài ly nhé. Hành động và lời nói của Liễu Sơn Hải đã tiết lộ rất nhiều thông tin,
mà các cậu ấm cô chiêu ở đây không phải kẻ ngu, ai ai cũng hiểu Liễu Sơn Hải hạ mình trước Dương Bách Xuyên như vậy là có ý gì. Trong mắt mọi người, thái độ của Liễu Sơn Hải đối với Dương Bách Xuyên hơi thái quá, gọi cháu trai thân mật như vậy là đang nói với mọi người rằng Dương Bách Xuyên được chú che chở, tụi bay đừng gây sự với người ta. Thậm chí Hầu Diệu còn cho rằng Liễu Sơn Hải làm cho gã nhìn, một tiếng cháu trai của Liễu Sơn Hải đã biến Dương Bách Xuyên trở thành người một nhà. Sau này không thể tìm Dương Bách Xuyên gây sự nữa. Điều quan trọng hơn là Liễu Sơn Hải đề cập tới chuyện cảm ơn Dương Bách Xuyên đã cứu Liễu Linh Linh. Mấy gia tộc lớn đều biết chuyện lần trước Liễu Linh Linh suýt bị Nguyễn Văn Hạo hãm hại, cũng nghe nói có người cứu Liễu Linh Linh, không ngờ người đó lại là Dương Bách Xuyên. Mặc dù nhà họ Nguyễn phía Nguyễn Văn Hạo cũng là gia tộc danh tiếng trong giới kinh doanh cố đô, nhưng không nằm trong 10 gia tộc kinh doanh lớn, về sau đã bị Liễu Sơn Hải chỉnh đốn. Hầu Diệu nghĩ tới đây, trong lòng tràn đầy oán hận. Xem ra Liễu Sơn Hải chắc chắn sẽ bảo vệ Dương Bách Xuyên. Có Ngọc Diện Hổ che chở Dương Bách Xuyên, quả thật Hầu Diệu không dám động vào. Gã cắn răng rên một tiếng, bẻ lại cánh tay bị chật khớp. Là sinh viên trường võ thuật thì một cánh tay chật khớp chẳng nhằm nhò gì. Sau đó, gã đi tới nói với Liễu Sơn Hải, thưa chú Liễu, đột nhiên cháu nhớ ra mình còn có việc nên xin phép đi trước, hôm khác cháu lại ghé chơi. Liễu Sơn Hải đang bắt tay Dương Bách Xuyên, tất nhiên là ông ta có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Hầu Diệu. Ông ta nở nụ cười tiếc nuối, nói vài câu xã giao rồi nhìn theo Hầu Diệu rời đi. Hầu Diệu thầm mắng cáo già. Sau đó dứt khoát leo lên chiếc xe thể thao Lamborghini rời đi. Mấy người đi cùng Hầu Diệu cũng mượn cớ rời đi. Lúc này Dương Bách Xuyên đang bắt tay Liễu Sơn Hải cũng rất kinh ngạc. Anh biết Liễu Sơn Hải, thường hay nhìn thấy đối phương trên mấy tạp chí tài chính kinh tế, thậm chí là trên TV. Anh biết Liễu Sơn Hải là doanh nhân nổi tiếng ở Cố Đô, là chủ tịch tập đoàn Liễu Thị, nhà họ Liễu chủ yếu kinh doanh sản phẩm bán lẻ. Sản nghiệp có liên quan đến siêu thị, trang phục. Ô tô, gần như bất cứ sản phẩm nào có thể bán lẻ đều liên quan đến sản nghiệp của nhà họ Liễu. Hơn nữa, nhà họ Liễu còn có nhà máy riêng. Có thể nói là thực lực hết sức hùng hậu. Dương Bách Xuyên không ngờ Liễu Sơn Hải lại là ba của Liễu Linh Linh. Lại càng không ngờ Liễu Sơn Hải vừa xuất hiện đã tỏ thái độ thân thiết với mình, gọi mình là cháu trai. Dương Bách Xuyên thoáng suy nghĩ một chút là hiểu, có lẽ lần trước mình cứu Liễu Linh Linh. Mà quan trọng hơn là đan chú nhan của mình đã tác động đến đối phương. Nhưng anh không hề nghi ngờ, Liễu Sơn Hải bày tỏ ý tốt với mình thì mình phải chịu ơn người ta, vừa rồi Liễu Sơn Hải tỏ ra thân thiết với mình phần lớn là để cho đám cậu ấm Hầu Diệu xem. Rõ ràng là rất có hiệu quả. Mặt khác, Dương Bách Xuyên cũng rất kính nể ông trùm giới kinh doanh cố đô Liễu Sơn Hải này. Anh đã đọc một số sách tài chính kinh tế, cảm thấy Liễu Sơn Hải là một doanh nhân rất có tài hoa và tư tưởng. Dương Bách Xuyên bắt tay Liễu Sơn Hải, bình tĩnh lại sau giây phút ngẩn ngơ ban đầu cảm ơn chú Liễu. Lời cảm ơn này cũng bao hàm hai tầng ý nghĩa. Tốt tốt tốt, lần trước cháu cứu Linh Linh nhà chú vẫn chưa đến thăm. Linh Linh cũng không cho chú đến quấy rầy cháu học tập, nói rằng cháu là bạn của con bé sẽ tự cảm ơn. Kể ra thì người làm cha này phải cảm ơn cháu trực tiếp mới được. Vừa hay hôm nay gặp cháu. Sau này cháu chính là cháu trai của Liễu Sơn Hải này. Ha ha, mau vào nhà rồi nói tiếp, đừng đứng ở đây nữa. Liễu Sơn Hải cầm tay Dương Bách Xuyên đi vào cổng. Bấy giờ mấy người Hầu Diệu đã rời đi, trong sân chỉ còn lại một chàng trai mà Dương Bách Xuyên không quen biết, người còn lại là Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối. Anh muốn tìm Liễu Linh Linh hỏi xem chàng trai anh lạ mặt kia là ai, nhưng bị Liễu Sơn Hải cầm tay đi vào trong nên không tiện hỏi. Có điều người có thể ở lại chắc hẳn rất thân thiết với Liễu Linh Linh, lát nữa cô ắt sẽ giới thiệu. Dương Bách Xuyên đi vào khu biệt thự nhà họ Liễu, tức thì chấn động. Anh nheo mắt nhìn khu vực rộng 3-4 mẫu, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như vườn hoa, hồ bơi lộ thiên, phòng gym, đường chạy bộ. Cả ngôi biệt thự có 3 tầng, nhưng đan xen lối kiến trúc Trung Tây kết hợp. Sau khi vào nhà, nhóm Dương Bách Xuyên được sắp xếp ở phòng khách. Bữa tối rất phong phú. Có cả món Trung và món Tây rất chu đáo. Liễu Sơn Hải uống với mọi người vài ly, sau đó khẽ mỉm cười bảo, ông già này không ngồi cùng các cháu nữa cho đỡ chướng mắt. Các cháu đừng khách sáo, cứ ăn từ từ nhé. Sau khi ông ta đi, mọi người sôi nổi hơn. Thật sự là có Liễu Sơn Hải ở đây, bọn họ không thả lỏng được.
Trong lúc này Dương Bách Xuyên cũng biết chàng trai ở lại là người nhà họ Như trong giới kinh doanh cố đô, tên là Như Đông, biệt danh là Nhóc Đông. Năm nay Nhóc Đông là sinh viên năm 2, học cùng trường với đám Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh. Nhà họ Liễu và nhà họ Như liên hôn, Nhóc Đông gọi Liễu Linh Linh là chị họ, hôm nay vừa khéo đến đây. Nghe tiền tiểu bối thủ thì nhà họ Như kinh doanh khoáng sản, thực lực rất hùng hậu, xếp vị trí thứ 3, và cũng là gia tộc thần bí nhất. Dương Bách Xuyên từng gặp họ Như trong sách sử. Họ Như là một dòng họ của Trung Quốc, xếp thứ 331 trong Bách gia tính, cực kỳ hiếm gặp. Thời xưa họ Như chủ yếu có nguồn gốc từ bộ lạc Nhu Nhiên và dân tộc Tiên Bi thời cổ đại, ngày nay chủ yếu phân bố ở các khu vực Chiết Giang, Quảng Đông, Hà Nam của Trung Quốc. Trên khắp Trung Quốc, số người mang họ Như chỉ khoảng vạn người, họ Như xuất hiện ở cố đô khiến Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc. Nhóc Đông trông có vẻ hướng nội kiệm lời. Nhìn đám Dương Bách Xuyên nói chuyện, đến đoạn buồn cười cậu ta cũng sẽ cười nhẹ nhưng không xen lời, chỉ nghe thôi. Có điều giọng nói của cậu nhóc này rất cuốn hút. Thật ra Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên vì Liễu Sơn Hải không nói đến chuyện đan chú nhan, nhưng anh cũng không nóng vội. Sau khi Liễu Sơn Hải rời đi, anh bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tối nay anh chưa ăn cơm nên đói lả. Ở đây ngoài Nhóc Đông ra toàn là người quen cả, cho nên Dương Bách Xuyên không sợ mấy người họ cười nhạo mình ăn khỏe. Anh ăn một lèo 8 suất bánh ngọt, tiếp đó tiện tay lấy 1-2 rượu vang rồi uống cạn, cuối cùng ợ một cái. Lúc quay đầu lại anh phát hiện mấy người Liễu Linh Linh đang trợn tròn mắt nhìn mình, mặt bỗng đỏ bừng, khụ khụ. Các cậu nhìn tôi làm gì? Từ trưa đến giờ anh đây chưa cơm nước gì cả nên ăn nhiều một chút thôi mà. Tiền tiểu bối kinh ngạc hỏi, không phải đâu Dương Bách Xuyên, không phải chúng tôi chê cậu ăn nhiều, mà là sợ cậu ăn no quá đấy. Bụng có khó chịu không? Có cần gọi bác sĩ cho cậu không? Biến đê, Dương Bách Xuyên lườm tiền tiểu bối. Thật ra anh cũng rất buồn bực. Từ sau khi tu luyện càn khôn tạo hóa quyết, anh phát hiện ra lượng cơm của mình tăng vọt. Bình thường anh chỉ ăn một bát cơm, bây giờ phải ăn ít nhất 4 bát. Thật ra tối nay ăn 8 suất bánh ngọt và một chai rượu vang có hơi nhiều. Lúc này, Liễu Linh Linh mấp máy môi nói, ông lớn Dương Bách Xuyên à, nếu biết trước thì tôi đã chuẩn bị cho cậu một chai đồ uống rồi. Có phải lúc nãy cậu coi rượu vang là nước giải khát không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, đúng thế, nhưng không ngon như nước trái cây. Trán Liễu Linh Linh chảy đầy vạch đen, cậu đúng là khác người. Cậu có biết chai rượu vang cậu vừa uống là quà sinh nhật mà anh trai tôi đấu giá từ điền trang rượu Mountain Rothschild ở Pháp không hả? Hôm nay bà đây lấy ra trước để chiêu đãi các cậu, vậy mà cậu lại thu một hơi hết sạch, lại còn chê không bằng nước trái cây. Tôi, trời ơi, có phải kiếp trước tôi nợ cậu không? Đệt, Mountain Rothschild. Mountain Rothschild là một trong 5 điền trang rượu lớn nhất nước Pháp đó. Mau nhìn xem có còn không cho tôi nếm một hớp. Lâm Hoan hét lên the thé, chạy tới cầm chai rượu lên, nhưng kết quả là chẳng còn một giọt, Dương Bách Xuyên đã uống sạch rồi. Mấy người quay sang nhìn nhau, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên như đang nhìn tên quái thai. Chẳng phải chỉ là một chai rượu vang thôi sao, anh đây sẽ kiếm tiền mời các cậu uống 8 chai 10 chai luôn. Dương Bách Xuyên hờ hững nói. Anh không nghiên cứu rượu vang nên không biết giá rượu vang của 5 điền trang rượu lớn nhất nước Pháp. Ha ha, Liễu Linh Linh phì cười, một chai rượu này thế chấp được một căn nhà ở huyện nhỏ đấy. Gì cơ, Dương Bách Xuyên giật mình, mau tìm cho tôi cái chậu để tôi khạc ra cho các cậu nếm thử. Dương Bách Xuyên, cậu tởm quá đấy. Dương Bách Xuyên dở hơi. Mấy người bao vây anh đánh hội đồng. Thật ra Dương Bách Xuyên biết đám Liễu Linh Linh chỉ đùa giỡn mà thôi. Anh cũng hùa theo nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Anh thầm nghĩ, cô nàng thần kinh này không nói sớm. Mẹ kiếp, mình mang đi bán thì mua được một căn nhà đó. Em thấy anh Dương là một người thần kỳ, tính cách thật thà. Hôm nào em mời các chị uống rượu vang nhé. Tuy không bằng chai rượu này của chị họ, nhưng cũng không quá tệ. Nhóc Đông ở bên cạnh mỉm cười lên tiếng. Được đó, tiền tiểu bối cười hì hì. Vẫn là em họ tốt với chị. Liễu Linh Linh cười khúc khích. Cả bọn đều là thanh niên trẻ, chẳng mấy chốc đã đánh nhau túi bụi, nói cười vui vẻ. Đúng lúc này, một người trung niên tầm 50 tuổi đi tới, Liễu Linh Linh mỉm cười gọi chú Phúc. Thưa cô chủ, ông chủ gọi cậu Dương lên phòng làm việc, có chuyện cần trao đổi. Chú Phúc mỉm cười với Liễu Linh Linh rồi nhìn Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, xem ra chuyện đan chú nhan sắp có tiến triển rồi. Sau đó anh đi theo chú Phúc lên phòng làm việc của Liễu Sơn Hải trên tầng 3. Liễu Sơn Hải đang uống trà. Sau khi Dương Bách Xuyên vào phòng, ông ta rót cho anh một tách trà, cháu đã cứu con gái chú không xem cháu là người ngoài. Có chuyện này chú sẽ nói thẳng. Chú Liễu cứ nói đi ạ. Dương Bách Xuyên bưng tách trà lên, mỉm cười đáp lời. Anh đang đợi Liễu Sơn Hải lên tiếng. Liễu Sơn Hải chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên, chú muốn mua phương pháp điều chế đan chú nhan của cháu, giá cả chắc chắn sẽ làm cháu hài lòng. Không biết cháu nghĩ thế nào? Dương Bách Xuyên nheo mắt, dứt khoát nói, không bán. Liễu Sơn Hải gật đầu đáp ừ, như thể câu trả lời của Dương Bách Xuyên nằm trong dự đoán của ông ta. Sau đó, ông ta nói tiếp, vậy bọn chú đổi một cách thức hợp tác khác. Chú đã gọi cháu là cháu trai thì sẽ không để cho cháu chịu thiệt, cũng không hỏi phương pháp điều chế của cháu. Chú nghe Linh Linh nói cháu có thể cung cấp 15.000 viên đan chú nhan mỗi tháng có phải không? Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng ạ. Nói thật với chú Liễu là trong thiên hạ chỉ mỗi mình cháu điều chế được đan chú nhan. Chú đừng hỏi cháu nguyên nhân. Cháu có thể đảm bảo một tháng cung cấp tối đa 20.000 viên đan chú nhan. Ok, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp tác được chứ? Liễu Sơn Hải nói. Cháu đã cho Liễu Linh Linh biết đan chú nhan, tất sẽ hợp tác với nhà họ Liễu. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp lời. Liễu Sơn Hải nhận được câu trả lời thì thở phào một hơi, tốt lắm, cháu chỉ cần phụ trách kỹ thuật, nhà họ Liễu cung cấp toàn bộ nguyên liệu và địa điểm, đồng thời phụ trách việc tiêu thụ. Chúng ta phân chia theo tỷ lệ 7-3, cháu 7, nhà họ Liễu 3. Cháu thấy sao? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ, cảm thấy điều kiện này rất hậu hĩnh. Anh chỉ điều chế, ngoài ra không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác mà vẫn nhận được 7 phần lợi nhuận. Quả thật điều kiện của Liễu Sơn Hải rất chân thành. Thành giao. Ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Cháu đọc tài liệu này đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Dương Bách Xuyên xem tổng quát thì thấy không có vấn đề gì, bèn ký tên mình lên đó. Trong hợp đồng chỉ có hai điều khoản khá bá đạo, đó là không được nhúng tay vào việc tiêu thụ, đồng thời đan chú nhan chỉ có thể bán cho duy nhất nhà họ Liễu, không được bán cho nhà thứ hai. Có điều Dương Bách Xuyên cũng có thể thông cảm. Anh không giỏi kinh doanh, mà nhà họ Liễu lại có đường dây tiêu thụ lâu năm, cho nên anh hoàn toàn không cần quan tâm. Hơn nữa, trên hợp đồng còn đề cập đến việc không khấu trừ chi phí vào lợi nhuận của Dương Bách Xuyên, mà trừ từ 3 phần lợi nhuận của nhà họ Liễu, như vậy thì nhà họ Liễu không đủ 3 phần. Về điểm này thì Liễu Sơn Hải vô cùng phúc hậu. Từ đó Dương Bách Xuyên nghĩ rằng Liễu Sơn Hải rất có lòng tin với đan chú nhan. Nói tóm lại là lần hợp tác này hoàn toàn ưu đãi anh. Tiếp đó, Liễu Sơn Hải lại lấy ra một tập tài liệu và một tấm chi phiếu, vừa cười vừa nói, đây là một căn nhà để không trong nội thành, cháu đừng chê nhé, coi như chú Liễu cảm ơn cháu đã cứu Linh Linh. Cháu đừng từ chối, chú nghe nói cháu vẫn đang ở phòng trọ, có căn nhà này thì học hành cũng thuận tiện. Cảm ơn chú Liễu, Dương Bách Xuyên không từ chối, bởi vì anh biết Liễu Sơn Hải đang lôi kéo anh. Anh đã điều chế ra đan chú nhan thì sau này sẽ có đan dược khác. Có căn nhà này làm cơ sở thì nhà họ Liễu có quyền ưu tiên hợp tác. Đương nhiên một người khôn khéo như Liễu Sơn Hải nói năng làm việc đều kín kẽ, trên danh nghĩa là cảm ơn Dương Bách Xuyên đã cứu Liễu Linh Linh lần trước, cả hai người đều hiểu rõ trong lòng. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm một lát, bầu không khí rất vui vẻ. Ít nhất thì Dương Bách Xuyên có ấn tượng tốt với Liễu Sơn Hải. Liễu Sơn Hải cũng có ấn tượng tốt với Dương Bách Xuyên. Khoảng 10 giờ tối Dương Bách Xuyên rời khỏi nhà họ Liễu. Đương nhiên là trước khi về anh còn để lại lô đan chú nhan đầu tiên đã luyện chế xong gồm 1.500 viên mà anh mang theo lúc ra khỏi nhà. Hiện tại anh đã nhận một căn nhà từ Liễu Sơn Hải, hợp đồng hợp tác cũng đã ký tên, để lại đan dược là chuyện nên làm. Lúc Dương Bách Xuyên đi, Liễu Sơn Hải đích thân sắp xếp tài xế chở anh. Mà Dương Bách Xuyên cũng nhận thấy Liễu Sơn Hải coi trọng anh quá mức. Nhưng anh vẫn rất cảm động. Còn Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối thì ở lại nhà họ Liễu với Liễu Linh Linh. Đương nhiên có không ít người biết chuyện Dương Bách Xuyên có đan chú nhan, ai cũng có phần. Anh luyện chế được tổng cộng hơn 1.580 viên, bèn tặng mọi người số lẻ, cho Lâm Hoan, Tiền Tiểu Bối và Nhóc Đông mỗi người mấy viên. Khi Dương Bách Xuyên về đến phòng trọ, con trồn Hương Hương lao vèo vào lòng anh, tiếng kêu tràn đầy tủi thân như đang nói anh bỏ lại nó một mình.
Dương Bách Xuyên vội vàng lấy hai quả dại từ bình càn khôn ra cho nó mới dỗ dành được đứa nhỏ này. Sau đó anh ngồi lên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ anh tu luyện một đêm vẫn dồi dào tinh thần, giống như nghỉ ngơi dưỡng thần lúc ngủ vậy. Tu luyện cả đêm nên tinh thần Dương Bách Xuyên rất tốt, chỉ tiếc là hiện giờ càn khôn tạo hóa quyết vẫn chưa có chút tiến triển nào. Anh cũng biết là sau khi tu luyện cấp độ nhập môn, giai đoạn càng về sau càng khó, hơn nữa linh khí trời đất ở địa cầu rất loãng, tiến độ chậm cũng là bình thường. Chuyện này không thể nóng vội, cứ tiến hành từng bước là được. Dương Bách Xuyên đánh răng rửa mặt xong rồi đi học. Khi anh đến lớp, BD u oán nhìn anh khiến anh bứt rứt cả người. Anh nhớ ra hình như mình đã đồng ý sẽ tặng tên này một niềm vui bất ngờ, mà niềm vui bất ngờ này tất nhiên là đan chú nhan. Chủ nhật anh không điều chế được, bây giờ thì ok. Anh ngoắc ngón tay gọi BD. BD lập tức mỉm cười đi tới, ngón tay tạo hình hoa lan, ai ui, Dương Bách Xuyên làm gì dở. Cho cậu cái này, mau biến đi. Dương Bách Xuyên ném cho BD hai viên đan chú nhan rồi xua tay đuổi anh ta đi. Thật sự là anh không chịu nổi cách nói chuyện của đối phương. Đây là mỹ phẩm làm đẹp, uống hay bôi ngoài da đều được, lấy hay không tùy cậu. Dương Bách Xuyên nhìn anh ta và nói. BD nhìn ra mặt Dương Bách Xuyên, nở nụ cười lẳng lơ, tôi tin cậu một lần đó. Lần này đừng lừa tôi dùng nước tiểu bé trai rửa mặt giống lần trước nha. Cút đi. Hừ. BD vung vẩy hoa lan chỉ, ngoáy mông bỏ đi. Không lâu sau Liễu Linh Linh đến lớp, cô bước vào phòng lập tức thu hút ánh mắt rực lửa của sinh viên nam. Hôm nay làn da của Liễu Linh Linh rất đẹp, trông rực rỡ rạng ngời. Cô vốn đã xinh đẹp, lại thêm dùng đan chú nhan của Dương Bách Xuyên nên càng thêm rạng rỡ. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không kìm được nhìn cô thêm vài lần, chứ đừng nói chi đến các nam sinh khác. Có lẽ Liễu Linh Linh cảm nhận được ánh mắt của Dương Bách Xuyên, cho nên thản nhiên nháy mắt với anh. Cái nháy mắt này làm cho trái tim Dương Bách Xuyên đập dồn dập, anh vội vàng rời mắt khỏi cô nàng thần kinh này. Nhưng nào ngờ bạn mập ngồi bên cạnh lại chảy nước miếng, kích động túm lấy cánh tay Dương Bách Xuyên, ui ui ui, Dương Bách Xuyên cậu thấy chưa, lúc nãy Liễu Linh Linh nháy mắt với tôi đó. Cậu ấy nháy mắt với tôi, có phải đang ám chỉ cậu ấy thích tôi không? Phụt. Dương Bách Xuyên phì cười, ừ, mập rất tự tin với sức quyến rũ của mình, anh em ủng hộ cậu theo đuổi hoa khôi liễu. Ha ha, đúng thế, mấy ngày nay tôi đang giảm béo, xem ra là có hiệu quả, tôi nhất định phải kiên trì. Tan học tôi sẽ hẹn Liễu Linh Linh, bạn mập chìm trong ảo tưởng. Dương Bách Xuyên thầm cười nghiêng cười ngả trong lòng, anh đã tưởng tượng ra hình ảnh một anh chàng mập hơn 100 cân lẽo đẽo theo sau Liễu Linh Linh. Buổi sáng vốn là tiết của Âu Dương Ngọc Thanh, nhưng cô ấy vẫn chưa tới. Sau khi học hết một tiết trong trạng thái mất tập trung, Dương Bách Xuyên dứt khoát rời trường. Anh vốn định tặng Âu Dương Ngọc Thanh một suất đan chú nhan nhưng đối phương không tới, thôi thì dứt khoát trốn tiết buổi chiều luôn. Anh đi ra cổng trường, dự định buổi chiều sẽ đi xem căn nhà Liễu Sơn Hải tặng tối qua. Đến đó xem thử, nếu sửa sang đơn giản thì anh định chuyển đến luôn. Ở phòng trọ dù là luyện công hay luyện chế đan chú nhan đều bất tiện. Sau khi về phòng trọ, anh đặt con trồn hương hương vào ba lô, cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và chìa khóa mà tối qua Liễu Sơn Hải đưa cho, sau đó đến thẳng khu chung cư U Lan. Căn nhà này nằm trong khu chung cư U Lan mới xây. Kể ra thì khu chung cư này cùng khu với khu chung cư nơi Âu Dương Ngọc Thanh ở, hai khu chung cư cách nhau một con đường cái, phía đối diện là khu chung cư của Âu Dương Ngọc Thanh. Tối qua Dương Bách Xuyên không kịp xem thông tin trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Hôm nay lúc lấy ra xem, anh không kìm được kích động. Căn nhà này nằm ở tầng 9 trong tòa nhà cao cấp, tổng diện tích lên tới hơn 180 m². Kết cấu gồm 4 phòng ngủ và 2 phòng khách, mặt trước và mặt sau đều có ban công. Diện tích cỡ này làm Dương Bách Xuyên líu lưỡi, nhẩm tính dựa theo giá phòng ở khu vực này thì căn nhà này có giá ít nhất là 1.200.000, 1.300.000. Anh cảm thán Liễu Sơn Hải ra tay thật hào phóng. Nhưng đến khi anh tới nơi, đi vào khu chung cư rồi mở cửa nhà ra, anh mới biết mình sai rồi, có lẽ giá của căn nhà này ít nhất cũng trên 2 triệu. Bởi vì nơi đây là khu căn hộ cao cấp nên mọi cơ sở hạ tầng đều đầy đủ hết. Nhà ở cũng mới được trang hoàng xa hoa, bên trong có đầy đủ đồ điện gia dụng, tất cả đều là đồ mới. Quá lớn, quá xa hoa. Dương Bách Xuyên ngồi trên sofa,
không thể tin được mình đã sở hữu một căn nhà như vậy. Anh cứ tưởng Liễu Sơn Hải tặng bừa một căn nhà mấy mươi mét vuông để mượn sức và cảm ơn mà thôi, nhưng không ngờ nó lại nằm ngoài dự đoán của anh. Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là đón bà nội và em gái đến đây. Anh định gọi điện báo tin vui này cho hai người, nhưng cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Hiện tại mình chỉ là một sinh viên mà thôi, sao có thể sở hữu một căn nhà như vậy? Nếu bà nội biết có khi còn tưởng mình phạm tội để kiếm tiền mua nhà cũng không chừng, giải thích cho bà rất phiền phức, chỉ bằng cứ chờ thêm một thời gian nữa mình về nhà đón bà và em gái đến thẳng đây là được. Dương Bách Xuyên biết mình có được căn nhà như thế này tất cả là bởi vì mình là truyền nhân của Tản Tiên, là người tu chân. Tu chân là căn cơ của anh, sau này anh không thể lười biếng trong việc tu luyện, nhất định phải cố gắng. Sư phụ Vân Thiên Tà từng nói hiện giờ anh mới tu luyện cấp độ nhập môn, con đường tu chân dài đằng đẵng, phía trước có niềm vui bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi. Những thứ hiện có chỉ là bắt đầu. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời, phóng tầm mắt ra chân trời ngoài cửa sổ, cõi lòng hừng hực hăng hái. Anh chân chính cảm nhận được sự bất phàm của người tu chân. Dương Bách Xuyên ngồi một lát, để lại con trồn hương hương, sau đó đi xuống lầu chuẩn bị trở về chuyển nhà. Hôm nay chuyển luôn. Có điều lúc xuống lầu, Dương Bách Xuyên chạm mặt hai nữ một nam. Hai cô gái này là người quen, không phải ai khác mà chính là bạn gái cũ Hoàng Lị và cô út Hoàng Thanh. Còn một nam kia là người trung niên, nhìn bề ngoài chừng ngoài 30 tuổi, đầu hơi hói. Hoàng Lị thân mật ôm cánh tay hắn ta. Dương Bách Xuyên nhìn cảnh tượng này. Không cần hỏi cũng biết người đàn ông hói đầu là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ của anh. Bốn người tình cờ gặp nhau, Hoàng Thanh sững ra giây lát rồi cười khẩy, ồ, Dương Bách Xuyên, tên nghèo rớt mồng tơi nhà cậu đến khu căn hộ cao cấp này làm gì? Sao nào, bây giờ cậu đổi công việc làm thêm sang môi giới rồi hả? Sau khi gặp Dương Bách Xuyên, bạn gái cũ Hoàng Lị càng thân mật ôm chặt người đàn ông trung niên kia. Cô ta nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi, anh vẫn đi làm thêm sao? Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi nói, tôi sống trong khu chung cư này, hôm nay chuẩn bị chuyển nhà nên đến xem nhà một chút. Phụt! Dương Bách Xuyên nói xong, Hoàng Thanh không nhịn được cười ra tiếng, buồn cười chết mất, phát tài hả? Một tên nghèo rất mồng rơi như cậu cũng chẳng nhìn xem đây là nơi nào. Khu căn hộ cao cấp đó có biết không? Ở đây một căn nhà 60 mét vuông ít nhất cũng trên 700-800 nghìn. Cái ngữ nhà cậu, mà sống ở đây á? Lị Lị nhà chúng tôi và Tạ Đỉnh cũng mới mua một căn hộ 90 mét vuông với giá 1.080.000. Đó là phòng cưới của họ, đã sửa sang xong rồi. Chúng tôi đến kiểm tra phòng. Lời lẽ của Hoàng Thanh sặc mùi khoe khoang, cứ như căn nhà là của cô ta vậy. Bạn gái cũ Hoàng Ly đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt thương hại, nói, vấn đề thực tập của anh thế nào rồi, không có chỗ đi tốt, tôi có thể nhờ Tạ Đỉnh giới thiệu công tác cho anh. Anh ấy chính là giám đốc phòng nhân sự của doanh nghiệp Thiên Dương đầu tư nước ngoài. Lily, cô nhỏ, đây là... Lúc này Tạ Đỉnh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi Hoàng Thanh và Hoàng Ly. Trời ạ, tên nhóc Bách Xuyên này chính là bạn trai cũ của Hoàng Ly, chính là người chưa từng nắm được tay của Lily, Dương Bách Xuyên. Hoàng Thanh cười nói, Hoàng Lị cũng nói phụ họa, anh yêu, không phải em đã từng nói với anh rồi sao, thực ra em và anh ta không phải là người yêu. Cùng lắm là quan hệ giữa chị nam trên và em trai khóa dưới học chung trường thôi. À Tạ Đỉnh kéo dài âm, đột nhiên sinh ra cảm giác ưu việt, nhìn về phía Dương Bách Xuyên, vươn tay ra nói, Tạ Đỉnh, giám đốc phòng nhân sự của doanh nghiệp Thiên Dương đầu tư nước ngoài. Nếu là bạn học cùng trường với Lily, mồng 10 mời cậu đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Sắc mặt Dương Bách Xuyên lạnh lùng, anh biết ba người này đến nhục nhã mình, nhưng bây giờ anh đã khác với ngày xưa. Hít một hơi thật sâu. Không bắt tay với Tạ Đỉnh, chỉ liếc nhìn ba người, cuối cùng dừng ở trên người bạn gái cũ Hoàng Ly, nói ánh mắt của cô không tồi, vừa nhìn qua đã biết chú Tạ là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Yên tâm, nể mặt từng là bạn học, mồng 10 chắc chắn tôi sẽ đến tham dự hôn lễ của hai người. Chúc hai người, hạnh phúc trong tình dục. Nói xong Dương Bách Xuyên xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Tạ Đỉnh, dường như nhớ đến chuyện gì đó, Dương Bách Xuyên hơi dừng lại bổ sung, đúng rồi chú Tạ Đỉnh. Bệnh liệt dương cũng là bệnh, nên đi khám chữa bệnh. Nhìn bộ dáng của chú, có lẽ cũng đã bị được 3 tháng, nhanh chóng đi gặp bác sĩ đi. Đàn ông gặp được bệnh này thật sự đáng thương, có lẽ ngày nào đó trên đỉnh đầu sẽ có cặp sừng dài.
Dương Bách Xuyên nói xong đi xa rồi, nhưng ba người còn lại đã hóa đá tại chỗ. Đặc biệt là Hoàng Ly, cô ta nghe ra được sự chế giễu trong lời nói của Dương Bách Xuyên, chú Tạ Đình, chúc các người hạnh phúc trong tình dục, đặc biệt mấy chữ hạnh phúc tình dục được nhấn rất mạnh. Câu nói này đang châm biếm cô ta. Tạ Đình thực sự đã hơi già, hơn nữa tuổi cũng lớn, thậm chí Tạ Đình không được ở mặt nào đó, tất cả những điều này thực sự vẫn luôn là cái gai trong lòng cô ta. Chẳng qua điều kiện của Tạ Đình rất tốt, cô ta chịu đựng những việc này, nhưng trong lòng không muốn thừa nhận. Hôm nay bị Dương Bách Xuyên châm biếm nói ra, Hoàng Ly chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng. Bản thân Tạ Đình cũng bị Dương Bách Xuyên nói tức run cả người, hắn ta không nghĩ đến Dương Bách Xuyên này lại kiêu ngạo như vậy, mỗi một câu nói ra đâm thẳng vào vết sẹo khuyết điểm của hắn ta. Tuổi của Tạ Đình cũng không lớn, mới 31 tuổi, chẳng qua trên đầu thiếu mấy sợi tóc đã bị Dương Bách Xuyên gọi là chú. Chú Tạ Đình, tạ tạ cái mẹ mày, Tạ Đình nguyền rủa Dương Bách Xuyên ở trong lòng. Đặc biệt là câu cuối cùng của Dương Bách Xuyên, thực sự làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu phức tạp trong lòng, chọc vào chỗ đau của hắn ta. Tạ Đình không nghĩ đến chuyện khó nói kia của mình sẽ bị Dương Bách Xuyên nói toạc ra, còn nói có lẽ ngày nào đó trên đầu sẽ có sừng. Sừng, còn không phải là bị ngoại tình hay sao? Nghĩ đến đây hắn ta đã muốn xông lên đập Dương Bách Xuyên một trận, nhưng Dương Bách Xuyên đã đi ra khỏi tiểu khu. Lúc quay đầu lại nhìn Hoàng Ly, trong ánh mắt của Tạ Đình mang theo vài phần khó nói, trong lòng thầm nghĩ, liệu cô ta có cho mình mọc sừng hay không? Hoàng Ly cũng thấy được sắc mặt khó coi của Tạ Đình. Trong lòng Hoàng Thanh vô cùng tức giận, vốn dĩ muốn sỉ nhục Dương Bách Xuyên để thỏa mãn sự ưu việt trong lòng, nhưng không nghĩ đến lại bị hai ba câu nói của Dương Bách Xuyên đánh bại. Làm cô nhỏ của Hoàng Ly, cô ta rất rõ chuyện của Tạ Đình. Không nói đến ba người mang theo tâm tư khác nhau đang đứng sững sờ ở chỗ đó. Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi tiểu khu thì điện thoại vang lên. Chuyện anh có một bộ phòng ở trong tiểu khu này không cần phải giải thích nhiều với ba người kia. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, bọn họ chỉ muốn đánh mặt của chính mình, muốn làm nhục anh. Nhưng anh sẽ đòi lại tất cả những chuyện này, anh chắc chắn sẽ đi đến hôn lễ của Hoàng Ly. Anh muốn đòi lại sự sỉ nhục ở công viên ngày đó và hôm nay. Không phải có tiền hay sao, đan chú nhan sẽ mang đến một lượng tài sản rất lớn cho anh. Cầm điện thoại lên nhìn thì thấy Liễu Linh Linh gọi đến, bắt máy, Liễu Linh Linh trực tiếp hỏi, Dương Bách Xuyên, cậu lại trốn học. Ở đâu, tôi đang xem phòng ở, đúng rồi, cảm ơn ba cậu cho tôi với, tôi rất vừa lòng với phòng ở. Dương Bách Xuyên nói với Liễu Linh Linh. Ha ha, thích là được, nói cho cậu biết, tôi chưa từng thấy ba tôi coi trọng một hậu bối như vậy. Thật sự. Căn hộ này của cậu là do ba tôi mua từ trong tay của người khác với giá cao, phòng tân hôn vừa mới được trang trí, chưa có ai ở cả, mới tinh, cậu đang chuyển nhà hả? Có cần tôi hỗ trợ không? Liễu Linh Linh nói qua điện thoại. Không cần, tôi không có nhiều đồ, có thể tự làm được, cậu tìm tôi có chuyện gì không? À, tôi chỉ đến báo một tin, đan chú nhan bắt đầu mở bán, nhưng ba tôi nói rằng nó sẽ không được quảng cáo ra ngoài, chỉ tiêu thụ ở vòng trên. Đã có hơn một nửa số người đặt trước, đến bây giờ thì hiệu quả rất tốt, cậu nên chuẩn bị sẵn thêm một phần đan chú nhan. Được, tôi sẽ đưa qua đó sau. Hai người nói thêm vài câu, Liễu Linh Linh nói tối nay muốn đến ăn mừng phòng mới, Dương Bách Xuyên không từ chối. Anh không có nhiều bạn bè, dọn nhà mới cũng coi như là chuyện vui nên đồng ý, đồng thời cũng gọi điện cho anh em tốt Lưu Tích Kỳ đến. Chỉ mất hơn một giờ Dương Bách Xuyên đã dọn đến nhà mới, chủ yếu anh không có nhiều đồ. Trong phòng mới cũng không thiếu thứ gì, chỉ cần xách vali vào ở. Lẽ ra buổi tối ăn mừng nhà mới anh nên mời mọi người đi đến tiệm cơm ăn một bữa xa hoa, nhưng đột nhiên anh phát hiện một vấn đề xấu hổ, trong ví không có tiền. Chỉ có gần 200 tệ, không có đủ tiền nên đành phải đi siêu thị mua đồ về nấu. Anh đã biết nấu cơm từ lúc còn học tiểu học, dù sao cũng là người quen, Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối cũng gọi điện thoại muốn đến, cộng thêm Lưu Thích Kỳ, tổng cộng 5 người. Dương Bách Xuyên suy nghĩ, quyết định mời thêm U Dương Ngọc Thanh, bởi vì trong lòng anh vẫn luôn có cảm giác ỷ lại với U Dương Ngọc Thanh. Lần trước vì quá xúc động nên anh đã hôn cô ấy, sau đó cũng chưa gặp mặt, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Sau khi gọi điện thoại mới biết được U Dương Ngọc Thanh đang nghỉ dài hạn đi du lịch, mang theo con gái đi giải buồn. Hai người nói chuyện vài câu, U Dương Ngọc Thanh dặn dò Dương Bách Xuyên phải học tập cho tốt rồi cúp máy. Từ cuộc gọi có vẻ như cô ấy không trách chuyện anh hôn cô lần trước, điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên lòng không ít. Buổi tối, Lưu Tích Kỳ đến đầu tiên, Dương Bách Xuyên đi xuống tầng tiếp anh ta.
Vừa vào cửa Lưu Tích Kỳ không nhịn được hô to, cậu phát tài, thuê được phòng ở tốt như vậy. Lúc trước Lưu Tích Kỳ nhận được cuộc gọi của Dương Bách Xuyên chỉ cho rằng đổi nhà thuê. Dương Bách Xuyên cười không nói gì, đi vào phòng đưa giấy chứng nhận bất động sản cho anh ta xem. Lưu Tích Kỳ nhìn tên của Dương Bách Xuyên trên giấy chứng nhận bất động sản, không kích động, ngược lại sắc mặt biến đổi, nói cậu. Cậu làm chuyện gì trái pháp luật phải không? Nhóc Xuyên, tôi nói cho cậu không thể sằng bậy, nhanh nói cậu đã làm chuyện gì. Đừng kích động, tôi rất chắc chắn đảm bảo với cậu, tôi không làm chuyện trái pháp luật, phòng ở này rất trong sạch. Sau đó Dương Bách Xuyên nói chuyện về đan chú nhan và đưa hiệp ước cho Lưu Tích Kỳ xem, giải thích một lần. Tất nhiên anh cũng biến tấu nói dối về chuyện về đan chú nhan. Chờ sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, nhìn hiệp ước trong tay, cuối cùng Lưu Tích Kỳ cũng tin tưởng Dương Bách Xuyên, cũng mừng thay cho người anh em. Sau đó nói, không được, tôi cũng phải dọn đến bộ phòng ở này ở vài ngày ha ha. Đêm nay dọn đến đây, nơi này có 4 phòng, tùy cậu chọn một cái, có tôi thì có cậu. Dương Bách Xuyên cười nói, hai người là anh em tốt cùng chơi bùn lớn lên, chuyện này không tính là gì. Dương Bách Xuyên biết dã tâm xây dựng sự nghiệp của Lưu Tích Kỳ, lần trước hai người uống rượu anh cũng nói với Lưu Tích Kỳ, cùng nhau sáng lập một tập đoàn thương nghiệp. Suy nghĩ một lúc anh nói, thiết đản, sau khi nhận được tiền, cậu từ chức đừng làm và thành lập một công ty. Tôi còn mấy công thức giống như đan chú nhan, về sau chúng ta cùng nghiên cứu phát minh thuốc trung y dưỡng sinh. Hai anh em nói chuyện về kế hoạch tương lai. Sau đó không lâu thì Liễu Linh Linh và Lâm Hoan, Tiền Tiểu Bối cũng đến, Dương Bách Xuyên hơi ngoài ý muốn khi thấy nhóc Đông cũng đi cùng. Vừa vào cửa cậu ta đã cười nói, anh Xuyên, đàn em không mời tự đến, không làm phiền anh chứ. Sao có thể, tôi còn rất vui khi thấy cậu đến, mau vào mấy người cười nói đi vào phòng khách, trong tay mỗi người đều cầm theo quà, thần bí nói muốn ăn mừng nhà mới của Dương Bách Xuyên. Đồ ăn đã làm xong. Trên bàn cơm Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ nói đến chuyện thành lập công ty, 4 người khác cũng ồn ào muốn đầu tư cổ phần. Dương Bách Xuyên không từ chối chuyện này, bọn họ là bạn bè, có tiền cùng nhau kiếm. Sai khi chứng kiến đan chú nhan của Dương Bách Xuyên, 4 người đều có thể tưởng tượng ra được tiền cảnh trong tương lai sau khi Dương Bách Xuyên thành lập công ty, nói cười cười quyết định ra ngày thành lập tập đoàn thương nghiệp quốc tế. Liễu Linh Linh, Tiền Tiểu Bối. Nhóc Đông đều là người của gia tộc kinh thương trong cố đô, trên người không thiếu tiền. Chỉ có Lâm Hoan nói mình có thể lấy ra hơi ít, tiền riêng chỉ có mấy vạn tệ. Dương Bách Xuyên coi Lâm Hoan là bạn bè nên cũng sẽ không để ý tiền nhiều tiền thiếu, hơn nữa anh cũng thấy Liễu Linh Linh nháy mắt, anh sẽ không từ chối. Sau đó mượn cớ đi toilet, Liễu Linh Linh trộm nói cho Dương Bách Xuyên, nhà Lâm Hoan làm quan lớn ở cố đô, không ít người làm buôn bán có quan trên phía sau. Có Lâm Hoan ở có thể bớt đi rất nhiều rắc rối. Dương Bách Xuyên không biết gì về thân phận của Lâm Hoan cả, vừa hỏi Liễu Linh Linh đã nói thẳng trong nhà của Lâm Hoan có người làm ở cấp tỉnh bộ. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, sau đó không hỏi nữa. Trong mấy người chỉ có Lưu Tích Kỳ không đi học, chuyện làm công ty cũng chỉ có thể để Lưu Tích Kỳ xử lý. Còn chuyện tài chính, mấy người Liễu Linh Linh nói trở về thương lượng với người trong nhà, 3 ngày sau sẽ cho câu trả lời. Chuyện này được quyết định như vậy, thời gian tiếp theo, ban ngày Dương Bách Xuyên đi học, buổi tối tu luyện, bỏ ra chút thời gian luyện đan chú nhan lô thứ 2 giao cho nhà họ Liễu. Sau khi giao đi lô đan chú nhan thứ 2 cho nhà họ Liễu, trong thẻ ngân hàng của Dương Bách Xuyên thu được lợi nhuận của 1.500 viên đan chú nhân đầu tiên. Anh đã sợ ngây người khi nhìn thấy tin nhắn điện thoại, ban đầu tính toán dựa theo giá trị 300 tệ một viên đan chú nhan được Liễu Linh Linh định giá. 1.500 viên 7 phần lợi nhuận cũng chỉ có gần 30 vạn tệ. Nhưng con số trong điện thoại lại là 52 vạn 5.000 tệ anh nghĩ có phải nhà họ Liễu gửi nhầm tiền hay không? Gọi điện thoại hỏi Liễu Sơn Hảo, kết quả Liễu Sơn Hải cười nói, không nhầm, Linh Linh tính sau giá trị công hiệu của đan chú nhan. Cháu đừng coi nhẹ sự coi trọng của phụ nữ với dung mạo, đối tượng tiêu thụ lô đan chú nhan đầu tiên đều là người quyền quý. Một viên đan chú nhân có giá 500 tệ cũng không đắt. Sau khi nhìn thấy hiệu quả, có người dùng một lần mua sắm mấy chục viên. Nếu không phải suy xét nguồn cung của cháu không theo kịp, chú thật sự muốn đẩy bán ra ngoài. Bây giờ chỉ có thể tiêu thụ có hạn dựa theo số lượng, đã có một vài siêu sao của giới giải trí theo dõi đan chú nhan, cung không đủ cầu. Lô đan chú nhan thứ hai chú chuẩn bị dùng phương thức tiêu thụ bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Đan chú nhan của cháu đã chấn động toàn bộ Hoa Hạ, chờ đếm tiền đi, ha ha. Cúp điện thoại của Liễu Sơn Hải,
Trong lòng Dương Bách Xuyên lúc này là sông cuộn biển gầm. Anh không nghĩ đến một viên đan chú nhàn bị mua với giá 500 tệ, một cái giá trên trời. Đầu óc Dương Bách Xuyên nổ đùng đoàng, chỉ lặp đi lặp lại một câu, mình sắp đổi đời. Tròn 52 vạn, đây đối với Dương Bách Xuyên là một khoản tiền lớn, nhưng... đây mới chỉ là khởi đầu. Sao, không nghe Liễu Sơn Hải đã nói trong điện thoại bởi vì đan chú nhan cung không đủ cầu, phần thứ hai anh chuẩn bị hạ giá đan chú nhan để bán ra ngoài, có thể tưởng tượng được lợi nhuận từ phần thứ hai của đan chú nhan chắc chắn sẽ vượt qua phần thứ nhất. Cho dù tính toán dựa theo một phần của 52 vạn, một tháng anh có thể luyện chế 15 viên, tiền lời sẽ là 520 vạn, đây là một phần thu nhập rất dọa người, ít nhất đối với Dương Bách Xuyên là như thế. Qua một năm sẽ thu được 5-6 ngàn vạn, mới nghĩ thôi Dương Bách Xuyên đã kích động đến nỗi cả người phát run. Anh thầm nghĩ, một năm có mấy chục làm vốn, hẳn là có thể tạo nền móng cho đế chế thương mại của Thiết Đản rồi. Dương Bách Xuyên không định tham gia quá nhiều công ty sắp thành lập. Chuyện quan trọng của anh vẫn là cố gắng tu luyện, ngày sau có thể rời khỏi trái đất đưa sư phụ về tu chân giới, giúp anh đúc lại thiên thể. Bây giờ anh có thể sở hữu một căn nhà và mấy chục vạn, tất cả đều do sư phụ ban cho. Đã đồng ý với sư phụ, nhất định sẽ đưa ông trở lại tu chân giới. Mà Dương Bách Xuyên cũng định vị cho mình là người tu chân. Còn về chuyện khởi nghiệp, việc xây dựng đế chế thương mại thì cứ giao cho người anh em Chí Cốt Lưu Tích Kỳ làm. Coi như là giúp anh ta thực hiện ước mơ. Anh chỉ cần chịu trách nhiệm ở sau lưng hỗ trợ là được. Sau khi có tiền, Dương Bách Xuyên đi học lái xe, ngày nào cũng chạy tới chạy lui ở trường học rất lãng phí thời gian. Anh cảm giác bây giờ thời gian mỗi ngày đều không đủ dùng, ban ngày học tập buổi tối tu luyện, rất phong phú. Cho nên định mua một chiếc xe, thấm thoát, thời gian đã trôi qua hai kỳ nghỉ lễ, trong lúc đó Dương Bách Xuyên lại luyện chế 5 phần đan chú nhan giao cho Liễu Sơn Hải. Cứ cách vài ngày, tiền thu nhập vào thẻ của anh lại tăng lên mấy trăm ngàn, Liễu Sơn Hải dùng phương thức bán hạ giá để tiêu thụ đan chú nhan, có đôi khi một phần sẽ thu được gần trăm vạn lợi nhuận, hiện giờ trong thẻ của anh đã có hơn 300 vạn. Bằng lái xe cũng đã lấy trong tay, từ đầu đến cuối anh cũng chỉ mất không đến nửa tháng, nhanh như chớp đã thi đậu và lấy được bằng lái xe, tất cả đều nhờ sau khi anh tu luyện nên tinh thần và cơ thể cũng nhạy bén hơn về mọi mặt. Trong thời gian này, Lưu Thích Kỳ đã thuê một tầng văn phòng hơn 500 mét vuông ở trung tâm cố đô, đăng ký công ty, tên công ty là Công ty Dưỡng Sinh Vân Kỳ, chuyên phát triển các loại sản phẩm thuốc đông y dưỡng sinh có lợi cho sức khỏe con người. Do Lưu Thích Kỳ toàn quyền phụ trách và nhậm chức tổng giám đốc, Dương Bách Xuyên vốn không muốn tham gia, nhưng Lưu Thích Kỳ nhất quyết cho anh danh hiệu chủ tịch. Tên của công ty cũng là tên của hai người. Điều đáng nói là, Liễu Linh Linh và Tiền Tiểu Bối, Lâm Hoan, Nhóc Đông, bốn người đều góp vốn. Liễu Linh Linh bỏ thẳng ra 500 vạn, Tiền Tiểu Bối 300 vạn, Lâm Hoan dùng tiền tiết kiệm của mình 10 vạn đồng, Nhóc Đông góp vốn là 500 vạn. Dương Bách Xuyên biết trong mấy người này, ngoại trừ Lâm Hoan ra thì mấy người khác mỗi người đều bỏ ra mấy trăm vạn, nhất định là đằng sau đã chiếm được sự ủng hộ của gia tộc. Đan chú nhan xuất hiện, người có tâm đương nhiên nghe được là xuất phát từ tay anh, cho nên mấy người Tiền Tiểu Bối và Nhóc Đông có thể bỏ ra mấy trăm vạn, Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Đối với sự hợp tác của nhà họ Liễu và anh về đan chú nhan, nhà Tiền và nhà họ Như cũng ghen tị, bọn họ đương nhiên đều tán thành tham gia vào công ty mới này. Thậm chí hai nhà đều có người đi kết giao với Dương Bách Xuyên, cũng muốn giống như nhà họ Liễu cùng Dương Bách Xuyên hợp tác phân chia lợi nhuận, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên từ chối. Tiếp theo tất cả sản phẩm anh sẽ giao cho Lưu Tích Kỳ dùng làm công ty mới, anh nói muốn xây dựng đế quốc thương mại cũng không phải để đùa giỡn. Là một người tu chân. Dương Bách Xuyên tự tin ngày sau sẽ tạo ra một đế quốc thương mại. Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ sẽ là những nhà cổ đông lớn nhất tham gia vào thị trường tân tiến. Tổng vốn đã có hơn 1.300 vạn, Dương Bách Xuyên cảm thấy đủ rồi, hắn chú nhan đan còn đang cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền. Mấy người Liễu Linh Linh đều trở thành cổ đông của công ty Vân Kỳ này. Đối với sản phẩm đầu tiên của công ty mới, Dương Bách Xuyên chuẩn bị phát triển thuốc chăm sóc sức khỏe nam giới. Sau khi tìm kiếm một chút truyền thừa trong đầu, tìm được một loại đan dược thích hợp chăm sóc sức khỏe cố nguyên đan, đúng như tên gọi của nó là cố bổn bồi nguyên. Trên trái đất cũng có thể tìm đủ loại dược liệu để luyện chế đan cố nguyên, công dụng tự nhiên là không có vấn đề, bồi bổ khí huyết. Có thể nâng cao năng lực về phương diện kia của nam giới. Cho nên rất thích hợp, quan trọng nhất là hoàn toàn có thể luyện chế đan cổ nguyên thành rượu thuốc, không cần trải qua quá trình dùng chân khí để chế biến.
chỉ cần nắm vững số lượng của các thành phần trong đơn thuốc là có thể sản xuất ra. Mua một bộ thiết bị chế biến dược phẩm và chờ đợi, hoàn toàn có thể sản xuất được. Sau đó giao phương thuốc của Đan Cố Nguyên cho Lưu Tích Kỳ, anh không để ý tới nữa. Sắp tốt nghiệp rồi, anh nên tập trung tinh thần vào việc học tập và tu luyện, còn phải tìm một công việc đàng hoàng cho bà nội thấy, xem như hoàn thành một tâm nguyện của bà cụ. Thời gian thấm thoát đã đến ngày 9, hôm nay Dương Bách Xuyên làm một quyết định, mua một chiếc xe. Bởi vì ngày mai là ngày thứ 10, anh nói sẽ đi tham dự đám cưới của bạn gái cũ, lấy lại tôn nghiêm khi bị cô ta coi thường và sỉ nhục ngày hôm đó. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa lại nhận được điện thoại của Liễu Linh Linh. Điện thoại kết nối Liễu Linh Linh nói thẳng, này nhà hàng Tư Gia, Dương Bách Xuyên mau đến đây, bà đây chờ cậu ăn cơm. Tôi muốn ra ngoài, còn chưa nói xong điện thoại đã bị cúp máy, Dương Bách Xuyên âm thầm cười khổ, mỗi lần yêu tinh thần kinh này gọi điện thoại luôn như vậy, không cho người ta cơ hội nói chuyện. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn nên chuẩn bị đi thôi, có người mời ăn cơm chùa mà ngu gì không ăn, dù sao cũng chưa ăn cơm. Ăn cơm xong rồi đi xem xe cũng được. Sau ra khỏi cửa tiểu khu, anh chờ xe nửa tiếng cũng không bắt được, trong lòng âm thầm nói ra xem ra là phải mua xe rồi, cuối tuần chờ xe cũng không dễ dàng. Mãi mới chờ được một chiếc xe, lại gặp phải kẹt xe, đã qua gần 2 giờ rồi anh mới đến được nhà hàng Tư Gia. Ôi tôi, được rồi, cậu thắng rồi, bổn cô nương đây cầu xin được phục vụ cậu một lần, nói xem cậu muốn loại xe nào. Tiền tiểu bối thật đúng là không dám có lỗi với Dương Bách Xuyên, bởi vì ký ức về cơn đau do bà dì tới lần trước còn mới mẻ, ngộ nhỡ sau này bị lại còn phải cầu xin anh. Ông đây không có tìm hiểu về xe, nhìn qua phong cách một chút là được, ngày mai tôi phải đi tham dự một đám cưới, nói trắng ra là để thể hiện, cậu xem rồi chọn cho tôi một chiếc đi. Mấy người đều quen thuộc lại là bạn học cùng trường cộng thêm là bạn bè thân, Dương Bách Xuyên cũng không giấu giếm ba người bọn họ. Ngày mai anh đến tham dự đám cưới của bạn gái cũ để thể hiện. Chuyện xưa à, kể nghe chơi đi, Liễu Linh Linh bày ra vẻ mặt nhiều chuyện nói. Kể em gái cậu đấy, ông đây bị người yêu cũ ghét bỏ vì nghèo khó, ngày chia tay còn nhận được thiệp mời kết hôn của cô ấy, đương nhiên người chồng sắp cưới không phải là tôi, hai người nói xem, tôi có nên đi không? Dương Bách Xuyên dùng thái độ thờ ơ kể lại ngắn gọn câu chuyện. Tiền tiểu bối ồ à hai tiếng và nói, cái này nhất định phải đi, muốn giá thế nào? Khoảng 70-80 đến 100 vạn đi cái giá này Dương Bách Xuyên đã cảm thấy không tệ rồi. Nhưng không hiểu sao Liễu Linh Linh lại tức giận nói, nếu muốn mua thì mua chiếc tốt một chút, tiểu bối, cậu chọn một chiếc BMW đi, tiền không đủ thì tôi trả. Không thành vấn đề, không có tiền cũng được, ha ha. Tiền tiểu bối cười phóng khoáng, cô lấy điện thoại di động ra cúi đầu kiểm tra. Sau đó đưa điện thoại di động cho Dương Bách Xuyên xem và nói, đây là mẫu xe BMW 7 series mới nhất, tuần trước tôi mới đi xem thử, cửa hàng Tư S đang triển lãm, vẫn chưa bắt đầu bán ra, chú ba tôi để lại cho chú ấy. Như vậy đi, tôi bảo chú ấy nhường cho cậu một cái giá thấp nhất là hơn 200 vạn, tôi gọi điện thoại cho chú ba bảo chú ấy làm thủ tục, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi thẳng qua đó lấy xe. Hơn 200 vạn, Dương Bách Xuyên có chút đau lòng. Bớt nói nhiều, chỉ có một chiếc này thôi đấy. Tiền tiểu bối nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, thôi thì cứ mua đi, dù sao nhìn mẫu xe anh cũng rất thích. Hơn nữa, Đan chú Nhan một tháng có thể mang đến cho hắn 5-600 vạn lợi nhuận, mua một chiếc xe hơn 200 vạn vẫn có thể chấp nhận được. Vài phút sau tiền tiểu bối gọi điện thoại xong, nói đã giải quyết xong, đợi lát nữa đi qua đó lấy xe là được rồi. Lập tức bốn người ăn cơm xong, sau đó lôi Dương Bách Xuyên đi dạo phố, Liễu Linh Linh một lúc đã mua ba bộ Âu phục cho Dương Bách Xuyên, cô nói, nếu đi tham dự đám cưới của người khác thì không thể không chú ý cách ăn mặc. Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm về cách ăn mặc lắm, nhưng không lay chuyển được Liễu Linh Linh, kết quả, anh thay một bộ Tây Phương và đi ra khỏi phòng thử đồ, làm cho ba cô gái đều nhìn đến ngây người. Nhà hàng Tư Gia là một nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng nhưng không có danh tiếng ở cố đô. Nổi tiếng là bởi vì cho dù bất luận kẻ nào tới đây ăn cơm cũng cần phải đặt trước, nghe nói ông chủ là tay nghề thừa kế, tổ tiên là ngự chủ của hoàng gia cuối thời nhà Thanh, làm được món ăn Nam Bắc, rất độc đáo. Những người đến đây để ăn cơm không giàu có thì cũng phú quý. Có tiền cũng chưa chắc có chỗ để ăn, đều phải đặt trước, mỗi ngày chỉ tiếp đãi tối đa 12 bàn khách, nhiều hơn một bàn cũng không làm. Có tiền cũng không dễ sai khiến. Trong giới thượng lưu rất nổi tiếng,
đúng như tên gọi của nhà hàng Tư Gia. Không có danh tiếng là vì phần lớn người bình thường hoàn toàn không biết đến nhà hàng Tư Gia này. Dương Bách Xuyên cũng chưa từng tới đây ăn cơm, nhưng có nghe Liễu Linh Linh và Lâm Hoan nói qua. Vừa vào phòng riêng, đã thấy Liễu Linh Linh và Tiền Tiểu Bối, Lâm Hoan, vẻ mặt ba người vẻ mặt nóng lòng. Liễu Linh Linh bắt đầu trách móc, sau 2 tiếng rồi cậu mới đến. Phải chờ xe rồi còn bị kẹt xe nữa, tôi cũng hết cách. Dương Bách Xuyên cũng bực bội, dù gì tài sản cũng có mấy trăm vạn, cậu không thể mua một chiếc à. Tiền Tiểu Bối ầm ĩ theo, còn chưa nói đến các cậu đấy, hôm nay ông đây định ra ngoài xem xe. Dương Bách Xuyên đắc ý nói, lúc này Lâm Hoan lên tiếng nói, mua xe à, cậu hầu hạ Tiểu Bối thật tốt, cô ấy có thể giúp cậu lo liệu, mọi thủ tục xong xuôi chỉ trong vài bước, biển số xe cũng có thể có ngay. Nghe Lâm Hoan nói, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, nhớ tới nhà họ Tiền của Tiền Tiểu Bối hình như làm ngành công nghiệp ô tô. Nhìn về phía Tiền Tiểu Bối cười ha ha, Tiểu Bối, đến lúc cậu thể hiện nha ôi, tôi nói này, Dương Bách Xuyên, cậu phải cầu xin tôi mới đúng chứ, sao tôi lại nghe ra ý tứ của cậu giống như là bảo tôi phải cầu xin cậu vậy? Tiền Tiểu Bối trừng mắt nói, thôi dẹp đi, mẹ nó, lúc cậu bị đau bụng do bà gì tới thì mới tìm tới ông đây. Đứng ở góc độ bác sĩ và bệnh nhân, cậu là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, hiểu chưa? Cho cậu một cơ hội để thể hiện, bỏ lỡ thì đừng hy vọng làm bệnh nhân của tôi nữa. Dương Bách Xuyên cười xấu xa nói. Ngắm nghía trong gương, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy mình rất đẹp trai, không đúng, anh đẹp trai sẵn rồi. Mấy người dạo phố xong thì đi đến cửa hàng nhượng quyền xe do chú của Tiền Tiểu Bối quản lý, quả nhiên một chiếc BMW mới nhất đã chuẩn bị xong biển số xe và mọi thứ. Giá gốc hơn 280 vạn, bởi vì là Tiền Tiểu Bối ra mặt thay Dương Bách Xuyên cả thẻ nên được mua với giá 260 vạn, tiết kiệm được 20 vạn. Sau đó đưa mấy người trở về, Dương Bách Xuyên lái xe mới về nhà. Ngày hôm sau anh tìm thiệp mời kết hôn nào của bạn gái cũ và đi xuống tầng ra ngoài, nhưng rất bất ngờ lại nhận được điện thoại của Liễu Linh Linh, bảo anh đến nhà cô một chuyến. Dương Bách Xuyên muốn đi tham dự đám cưới nên hỏi Liễu Linh Linh chuyện gì. Cô lại là dở tật xấu cũ, trực tiếp nói một câu, bớt nói nhảm, mau tới đây. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Dương Bách Xuyên tức giận mắng to, em gái nhà cậu, lại cúp điện thoại của ông đây. Mắng thì mắng nhưng anh vẫn là đến nhà họ Liễu. Sau khi đến cửa, gọi điện thoại cho Liễu Linh Linh, vài phút sau, cô bước ra khỏi nhà. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hôm nay Liễu Linh Linh ăn mặc rất xinh đẹp, anh nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài. Kìm lòng không được nuốt nước miếng. Trong mắt Dương Bách Xuyên, hôm nay yêu tinh thần kinh Liễu Linh Linh quá xinh đẹp. Mặc một bộ sườn xám xẻ tà màu đỏ thẫm, trang điểm nhẹ nhàng, mang giày cao gót cao 3 phân, phong thái đi lại làm đôi chân dài như ẩn như hiện khiến người ta nhìn không khỏi mơ mộng. Trong lúc Dương Bách Xuyên ngây người, Liễu Linh Linh mở cửa xe ngồi vào ghế sau, phát hiện ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn thẳng vào cô, không hiểu sao trong lòng vui vẻ. Trách móc nói, nhìn cái gì chứ? Chưa thấy bà đây mặc sườn xám bao giờ à, lái xe đi. À, ào Dương Bách Xuyên sững sờ, ậm ừ đáp lại. Lập tức thu hồi ánh mắt khởi động xe, mới hỏi, cậu đi đâu vậy? Lát nữa tôi phải đi tham dự đám cưới của người khác rồi, hôm nay không có thời gian đưa cậu đi mua sắm. Mẹ nó, lần trước cậu giúp bà đây làm bia đỡ đạn một lần, lần này bà đây cũng giúp cậu một lần giả trang làm bạn gái cậu. Nhớ kỹ chỉ là giả trang thôi, đừng coi là thật nha. Liễu Linh Linh đỏ mặt nói, thật ra ngay cả chính cô cũng nghĩ không ra, là ma xui quỷ khiến gì mà cô lại muốn giúp Dương Bách Xuyên giả làm bạn gái anh. Mà Dương Bách Xuyên nghe cô nói vậy, trong lòng thoáng hiện lên một sự ấm áp, trầm mặc một hồi mới nói, cảm ơn. Khách sạn Thái Vân, hôm nay là đám cưới của Hoàng Ly và Tạ Đình. Hai người đứng ở cửa tự mình đón khách, vì thế Hoàng Ly còn oán giận. Nhưng Tạ Đỉnh lại nói, hôm nay quản lý công ty hắn ta sẽ đến tham dự đám cưới của bọn họ, giám đốc các phòng ban nhỏ cũng được mời đến, không thể chậm trễ. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Ly bình thường lại, cảm giác rất có mặt mũi, đứng thêm một lúc cũng đáng giá. Nhưng một phút đó, trong tầm mắt hai người xuất hiện một chiếc BMW mới liếc mắt hai người đã lập tức nhận ra đây là mẫu xe 7 series mới nhất năm nay, bởi vì kết hôn cũng dự định đổi một chiếc xe mới. Đã đặc biệt xem qua mẫu xe BMW Series, cho nên liếc mắt đã nhận ra. Không ngờ chiếc BMW 7 Series trị giá hơn 280 vạn mới nhất này còn chưa bắt đầu tiêu thụ trong thị trường,
nhưng đã xuất hiện tại đám cưới của hai người. Trong lòng Tạ Đỉnh trong lòng còn, chẳng lẽ là giám đốc công ty? Nhưng nghĩ lại không thể, xe của giám đốc cũng chỉ hơn 100 vạn. Sau khi Hoàng Ly và Tạ Đỉnh nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện, liếc nhau vội vàng chạy tới, dù nói thế nào đi nữa, người có thể lái xe trị giá hơn 200 vạn đến tham gia đám cưới của bọn họ, chắc chắn là một chuyện vô cùng có mặt mũi. Nhưng mà, khi Hoàng Ly và Tạ Đỉnh đi tới trước thân xa, nhìn thấy người từ trong xe bước ra thì hai người đều mở to hai mắt sững sờ tại chỗ. Người lái xe trong tầm mắt Hoàng Ly và Tạ Đình là Dương Bách Xuyên. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ thẫm, vóc dáng mảnh khảnh, là lướt yêu kiều, sở hữu một đôi chân thon dài khiến Tạ Đình nuốt nước miếng. Ngay cả cô dâu Hoàng Ly là nhân vật chính ngày hôm nay cũng thấy tự ti mặc cảm thấy so với cô gái trước mắt thì mình chỉ là cải trắng. Hai người đều quen biết Dương Bách Xuyên, nhưng không quen biết cô gái mặc sườn xám vừa xuống xe. Tạ Đỉnh và Hoàng Ly nhìn nhau, đều tỏ ý không quen đối phương, hình như trong số người thân bạn bè cũng không có người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người đến dự hôn lễ chính là khách, không thể bỏ bê. Vì vậy Tạ Đỉnh mỉm cười chia tay với cô gái mặc sườn xám, hoan nghênh. Có điều hắn ta chưa nói hết câu đã bị cô gái mặc sườn xám bơ đẹp. Cô lướt qua hắn ta đi về phía Dương Bách Xuyên, thân mật nói, anh yêu nhanh lên nào. Một tiếng anh yêu làm cho Tạ Đình và Hoàng Ly như bị điện giật. Khi Hoàng Ly và Tạ Đình nhìn thấy Dương Bách Xuyên, bọn họ đều cho rằng anh là tài xế lái xe cho cô gái mặc sườn xám. Cả Hoàng Ly và Tạ Đình đều biết Dương Bách Xuyên là một tên khố rách áo ôm, e là cả đời này cũng chẳng mua nổi một chiếc xe như vậy. Thế nhưng một tiếng anh yêu của cô gái mặc sườn xám đã tiết lộ lượng tin lức khổng lồ. Cách gọi này nói lên Dương Bách Xuyên là bạn trai của cô gái mặc sườn xám không phải sao. Vẻ mặt Hoàng Ly trở nên mất tự nhiên. Tạ Đỉnh bị cô gái mặc sườn xám phớt lờ, lại nghe thấy cách gọi của Liễu Linh Linh dành cho Dương Bách Xuyên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại lái xe sang, cua được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Dương Bách Xuyên đóng cửa xe, cảm thấy rất hài lòng với tiếng anh yêu của Liễu Linh Linh. Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt của bạn gái cũ Hoàng Ly và Tạ Đình, khỏi phải nói anh sảng khoái nhường nào. Thấy Liễu Linh Linh nhập vai, Dương Bách Xuyên nhếch miệng đi tới bên cạnh cô. Lúc này, Liễu Linh Linh rất tự nhiên vươn tay khoác lên cánh tay Dương Bách Xuyên như chim nhỏ nép vào người, đúng kiểu cặp đôi ngọt ngào. Dương Bách Xuyên mặc hàng hiệu, thân hình cao gần 1m80, Liễu Linh Linh ở bên cạnh dáng đẹp mặt xinh, hai người đứng cạnh nhau đúng là kim đồng ngọc nữ. Trai xinh gái đẹp, tuyệt đối là nam thần nữ thần. Hai người vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người ở cửa khách sạn. Đặc biệt là chiếc xe BMW mới tinh đằng sau Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh đã làm cho rất nhiều cô gái đến tham dự hôn lễ bắt đầu âm thầm tính toán lát nữa sẽ cưa cẩm Dương Bách Xuyên như thế nào. Dương Bách Xuyên đi tới trước mặt Hoàng Ly và Tạ Đỉnh, khẽ mỉm cười nói, Linh Linh, giới thiệu với em hai vị này là nhân vật chính của ngày hôm nay. Hoàng Ly và chồng chưa cưới của cô ấy. À không, bây giờ phải gọi là chồng mới đúng. Chú Tạ Tạ Đỉnh. Dương Bách Xuyên cố ý gọi Tạ Đỉnh thành Tạ Đỉnh, đằng trước còn kèm theo từ chú hết sức chân thành. Hoàng Ly và Tạ Đỉnh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sắc mặt xanh mét. Hoàng Ly nghĩ rằng Dương Bách Xuyên gọi chú Tạ Đỉnh tức là đang châm chọc cô ta tìm một lão già, tham tiền hám của. Nhưng sự thật đúng là vậy, cho nên mặt Hoàng Ly bỏng rát. Mà Tạ Đỉnh bị Dương Bách Xuyên gọi là chú cũng run rẩy cả người, gần giọng nói, Dương Bách Xuyên, năm nay Tạ Mỗ mới 31 tuổi, cậu gọi tôi là anh thì tôi mới dám nhận. Dương Bách Xuyên cười ha hả, giọng ngân dài, ồ, xin lỗi nha, năm nay tôi mới 21 tuổi. Nói vậy thì chú lớn hơn tôi những 10 tuổi, hình như tôi gọi là chú cũng đâu có sai. Nếu gọi anh, ha ha, tôi không có người anh nào hói như vậy. Dương Bách Xuyên, anh, Hoàng Lị không nghe nổi nữa, xem như cô ta đã hiểu ra hôm nay Dương Bách Xuyên đến để vả mặt, trả thù chuyện hôm ấy hai cô cháu Hoàng Ly sỉ nhục anh ở công viên. Nghĩ tới đây, Hoàng Ly trầm giọng nói, cứ coi như trước đây tôi có lỗi với anh, nhưng hôm nay là lễ kết hôn của tôi, cầu xin anh đừng náo loạn có được không? Anh nể tình chúng ta ngày trước mà giữ thể diện cho tôi nhé. Dương Bách Xuyên thầm cười khẩy trong lòng, mẹ kiếp. Lúc trước cô và cô Út cùng nhau sỉ nhục tôi, sao không nghĩ tới thể diện của tôi? Giờ phút này Dương Bách Xuyên rất muốn hét to.
Nhưng đúng lúc này giọng nói của Hoàng Thanh đột nhiên vọng từ đằng xa tới, Lily, Tạ Đỉnh mau vào đi. MC đang tìm hai người đó. Hoàng Thanh nói đến đây bỗng dừng lại. Cô ta cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh thân mật đứng cạnh nhau ở phía đối diện cháu gái và cháu rể. Ngoài ra cô ta còn nhìn thấy chiếc xe đằng sau Dương Bách Xuyên, trong lòng hơi ngờ vực. Nhưng Hoàng Thanh là kiểu con gái cực kỳ thực dụng, thấy Dương Bách Xuyên mặc lễ phục, bên cạnh còn có một cô gái khiến mình ghen tị, cô ta lập tức nghĩ rằng hôm nay Dương Bách Xuyên đến để vả mặt. Không ngờ mày dám đến thật. Hôm đó Hoàng Thanh xúi cháu gái đưa thiệp cưới cho Dương Bách Xuyên là để sỉ nhục anh. Hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Bách Xuyên sẽ đến tham dự hôn lễ của bạn gái cũ. Ai dè Dương Bách Xuyên chẳng những tới, mà còn dẫn theo bạn gái. Hình do Hoàng Thanh thầm cười khẩy trong lòng, cô ta biết rõ gia cảnh của Dương Bách Xuyên, lập tức suy đoán tất cả đều là anh thuê. Cô ta lập tức nhìn Dương Bách cười khẩy, ái chà Dương Bách Xuyên, đồng thời Xuyên, không ngờ cậu đến thật. Được đấy, thuê một chiếc BMW tốn không ít tiền nhỉ. Châm chọc xong cô ta lại nhìn sang Liễu Linh Linh, phì phì phì, vì sĩ diện mà dốc hết vốn liếng nhỉ. Thuê một cô người mẫu xinh đẹp thế này không rẻ đâu. Cô bé à, Dương Bách Xuyên trả cô bao nhiêu tiền? Mấy câu nói của Hoàng Thanh khiến nhiều người ở đây xì xào bàn tán. Thì ra anh chàng Dương Bách Xuyên lái BMW này là kẻ sĩ diện, cả xe và bạn gái đều là đi thuê. Rất nhiều người nghĩ như vậy, ngay cả Hoàng Ly nghe cô mình nói xong cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó cực kỳ giận dữ, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy ghét bó. Chỉ có Tạ Đỉnh từng lăn lộn trên thương trường biết nhìn người hơn đám Hoàng Thanh một chút. Hắn ta biết rõ chiếc xe BMW 7 series mẫu mới mà hôm nay Dương Bách Xuyên lái tới chưa được đưa ra thị trường, thế thì làm sao mà thuê được. Lại thêm cô gái mặc sườn xám bên cạnh Dương Bách Xuyên, chưa nói đến vấn đề cô có xinh đẹp hay không, chỉ riêng khí chất trên người thôi cũng không phải thứ người mẫu có thể sở hữu. Người mẫu có vẻ ngoài xinh đẹp thì nhiều vô kể, nhưng có người mẫu nào vừa có ngoại hình vừa có khí chất không? Hơn nữa, Tạ Đình cảm thấy cô gái bên cạnh Dương Bách Xuyên có khí chất đặc biệt giống như thiên kim nhà giàu, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo tự nhiên. Tạ Đình từng gặp cô gái có khí chất như thế này một lần, đối phương là con nhà giàu chính hiệu. Vì lẽ đó, Tạ Đình cảm thấy lời nói của Hoàng Thanh rất vô lý. Nếu không phải nể tình Hoàng Thanh ủng hộ mình trong công ty, thì Tạ Đình cũng muốn đá văng cô ta kéo cô ta đắc tội người khác, gây rắc rối cho mình. Tạ Đình đang định lên tiếng bảo Hoàng Thanh đừng nói nữa thì một chiếc xe hơi chạy đến. Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả Tạ Đình lẫn Hoàng Thanh nhìn thấy chiếc xe này đều ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới. Đây là xe của giám đốc công ty, cũng là cấp trên của bọn họ. Cửa xe mở ra, một người trung niên 40 mấy tuổi ngẩng đầu liếc nhìn. Tức thì một đám cấp dưới chạy tới nghênh đón. Ông ta rất hài lòng về điều này. Cảm ơn giám đốc Hướng hạ cố đến đây. Tạ Đình từ xa đi tới bắt tay. Lúc này Hoàng Thanh giành đi trước, nở nụ cười quyến rũ, ôi chao giám đốc Hướng, ông đến đây đúng là niềm vinh hạnh của Lily nhà tôi. Hoàng Thanh rất thực dụng, trước mặt giám đốc Hướng cô ta cười tươi như hoa và chìa hai tay ra, khác hẳn vẻ mặt như đưa đám khi đối mặt với Dương Bách Xuyên. Nhưng một giây sau, cả Hoàng Thanh, Hoàng Ly, Tạ Đỉnh và tất cả những người có mặt ở đây đều rớt cả tròng mét. Chỉ thấy giám đốc Hướng kích động vươn tay, sải bước đi tới. Nhưng đối tượng bắt tay không phải là Hoàng Thanh và Tạ Đỉnh. Ông ta chẳng liếc mắt lấy một cái, đi lướt qua hai người. Nụ cười trên gương mặt Hoàng Thanh chợt cứng đờ, Tạ Đỉnh cũng vô cùng lúng túng. Trong tầm mắt hai người, giám đốc Hướng cung kính chạy thẳng về phía cô gái bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy giám đốc Hướng kích động nói, không ngờ tôi lại được gặp cô Liễu ở đây. Liễu Linh Linh nhìn giám đốc Hướng với vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì cô không quen biết đối phương. Nhưng người ta đã mỉm cười chia tay ra với mình, cô cũng thản nhiên bắt tay ông ta, ông là. Chắc là cô Liễu không nhớ Hướng mỗ. Năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở hội nghị thương mại do ba cô ông Liễu Sơn Hải chủ trì. Tôi là Hướng Tiến Tiền, giám đốc phòng đầu tư nước ngoài của công ty Thiên Dương. Đây là danh thiếp của tôi. Hướng Tiến Tiền trao danh thiếp bằng hai tay, lòng thầm ước có thể móc nối quan hệ với nhà họ Liễu. Nếu có thể móc nối quan hệ với nhà họ Liễu, nói không chừng thành tích của ông ta sẽ tăng vọt, và có khả năng được thăng chức. Người lái xe trong tầm mắt của Hoàng Ly và Tạ Đỉnh là Dương Bách Xuyên. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ thẫm,
vóc dáng mảnh khảnh, là lướt yêu kiều, sở hữu một đôi chân thon dài khiến Tạ Đỉnh nuốt nước miếng. Ngay cả cô dâu Hoàng Ly là nhân vật chính ngày hôm nay cũng thấy tự ti mặc cảm, cảm thấy so với cô gái trước mắt thì mình chỉ là cải trắng. Hai người đều quen biết Dương Bách Xuyên, nhưng không quen biết cô gái mặc sườn xám vừa xuống xe. Tạ Đỉnh và Hoàng Ly nhìn nhau, đều tỏ ý không quen đối phương, hình như trong số người thân bạn bè cũng không có người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người đến dự hôn lễ chính là khách, không thể bỏ bê. Vì vậy Tạ Đỉnh mỉm cười chia tay với cô gái mặc sườn xám, hoan nghênh. Có điều hắn ta chưa nói hết câu đã bị cô gái mặc sườn xám bơ đẹp. Cô lướt qua hắn ta đi về phía Dương Bách Xuyên, thân mật nói, anh yêu nhanh lên nào. Một tiếng anh yêu làm cho Tạ Đỉnh và Hoàng Ly như bị điện giật. Khi Hoàng Ly và Tạ Đỉnh nhìn thấy Dương Bách Xuyên, bọn họ đều cho rằng anh là tài xế lái xe cho cô gái mặc sườn xám. Cả Hoàng Lý và Tạ Đỉnh đều biết Dương Bách Xuyên là một tên khố rách áo ôm, e là cả đời này cũng chẳng mua nổi một chiếc xe như vậy. Thế nhưng một tiếng anh yêu của cô gái mặc sườn xám đã tiết lộ lượng tin lức khổng lồ. Cách gọi này nói lên Dương Bách Xuyên là bạn trai của cô gái mặc sườn xám không phải sao. Vẻ mặt Hoàng Ly trở nên mất tự nhiên. Tạ Đỉnh bị cô gái mặc sườn xám phớt lờ, lại nghe thấy cách gọi của Liễu Linh Linh dành cho Dương Bách Xuyên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại lái xe sang, cua được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Dương Bách Xuyên đóng cửa xe, cảm thấy rất hài lòng với tiếng anh yêu của Liễu Linh Linh. Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt của bạn gái cũ Hoàng Ly và Tạ Đỉnh, khỏi phải nói anh sảng khoái nhường nào. Thấy Liễu Linh Linh nhập vai, Dương Bách Xuyên nhếch miệng đi tới bên cạnh cô. Lúc này, Liễu Linh Linh rất tự nhiên vươn tay khoác lên cánh tay Dương Bách Xuyên như chim nhỏ nép vào người. Đúng kiểu cặp đôi ngọt ngào. Dương Bách Xuyên mặc hàng hiệu, thân hình cao gần 1m80, Liễu Linh Linh ở bên cạnh dáng đẹp mặt xinh, hai người đứng cạnh nhau đúng là kim đồng ngọc nữ. Trai xinh gái đẹp, tuyệt đối là nam thần nữ thần. Hai người vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người ở cửa khách sạn. Đặc biệt là chiếc xe BMW mới tinh đằng sau Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh đã làm cho rất nhiều cô gái đến tham dự hôn lễ bắt đầu âm thầm tính toán lát nữa sẽ cưa cẩm Dương Bách Xuyên như thế nào. Dương Bách Xuyên đi tới trước mặt Hoàng Ly và Tạ Đỉnh, khẽ mỉm cười nói, Linh Linh, giới thiệu với em hai vị này là nhân vật chính của ngày hôm nay, Hoàng Ly và chồng chưa cưới của cô ấy. À không, bây giờ phải gọi là chồng mới đúng. Chú Tạ Tạ Đỉnh. Dương Bách Xuyên cố ý gọi Tạ Đỉnh thành Tạ Đỉnh, đằng trước còn kèm theo từ chú hết sức chân thành. Hoàng Ly và Tạ Đỉnh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sắc mặt xanh mét. Hoàng Ly nghĩ rằng Dương Bách Xuyên gọi chú Tạ Đỉnh tức là đang châm chọc cô ta tìm một lão già, tham tiền hám của. Nhưng sự thật đúng là vậy, cho nên mặt Hoàng Ly bỏng rát. Mà Tạ Đỉnh bị Dương Bách Xuyên gọi là chú cũng run rẩy cả người, gằn giọng nói, Dương Bách Xuyên, năm nay Tạ Mỗ mới 31 tuổi. Cậu gọi tôi là anh thì tôi mới dám nhận. Dương Bách Xuyên cười ha hả, giọng ngân dài, ồ. Xin lỗi nha, năm nay tôi mới 21 tuổi. Nói vậy thì chú lớn hơn tôi những 10 tuổi, hình như tôi gọi là chú cũng đâu có sai. Nếu gọi anh, ha ha, tôi không có người anh nào hói như vậy. Dương Bách Xuyên, anh, Hoàng Ly không nghe nổi nữa, xem như cô ta đã hiểu ra hôm nay Dương Bách Xuyên đến để vả mặt. Trả thù chuyện hôm ấy hai cô cháu Hoàng Ly sỉ nhục anh ở công viên. Nghĩ tới đây, Hoàng Lị trầm giọng nói, cứ coi như trước đây tôi có lỗi với anh, nhưng hôm nay là lễ kết hôn của tôi, cầu xin anh đừng náo loạn có được không? Anh nể tình chúng ta ngày trước mà giữ thể diện cho tôi nhé. Dương Bách Xuyên thầm cười khẩy trong lòng, mẹ kiếp, lúc trước cô và cô Út cùng nhau sỉ nhục tôi, sao không nghĩ tới thể diện của tôi? Giờ phút này Dương Bách Xuyên rất muốn hét to. Nhưng đúng lúc này giọng nói của Hoàng Thanh đột nhiên vọng từ đằng xa tới, Lily, Tạ Đỉnh mau vào đi. MC đang tìm hai người đó. Hoàng Thanh nói đến đây bỗng dừng lại. Cô ta cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh thân mật đứng cạnh nhau ở phía đối diện cháu gái và cháu rể. Ngoài ra cô ta còn nhìn thấy chiếc xe đằng sau Dương Bách Xuyên, trong lòng hơi ngờ vực. Nhưng Hoàng Thanh là kiểu con gái cực kỳ thực dụng, thấy Dương Bách Xuyên mặc lễ phục, bên cạnh còn có một cô gái khiến mình ghen tị. Cô ta lập tức nghĩ rằng hôm nay Dương Bách Xuyên đến để vả mặt. Không ngờ mày dám đến thật. Hôm đó Hoàng Thanh xúi cháu gái đưa thiệp cưới cho Dương Bách Xuyên là để sỉ nhục anh,
hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Bách Xuyên sẽ đến tham dự hôn lễ của bạn gái cũ. Ai dè Dương Bách Xuyên chẳng những tới, mà còn dẫn theo bạn gái. Hoàng Thanh thầm cười khẩy trong lòng, cô ta biết rõ gia cảnh của Dương Bách Xuyên, lập tức suy đoán tất cả đều là anh thuê. Cô ta lập tức nhìn Dương Bách Xuyên, đồng thời cười khẩy, ái chà Dương Bách Xuyên, không ngờ cậu đến thật. Được đấy, thuê một chiếc BMW tốn không ít tiền nhỉ. Châm chọc xong cô ta lại nhìn sang Liễu Linh Linh, phì phì phì, vì sĩ diện mà dốc hết vốn liếng nhỉ. Thuê một cô người mẫu xinh đẹp thế này không rẻ đâu. Cô bé à, Dương Bách Xuyên trả cổ bao nhiêu tiền? Mấy câu nói của Hoàng Thanh khiến nhiều người ở đây xì xào bàn tán. Thì ra anh chàng Dương Bách Xuyên lái BMW này là kẻ sĩ diện, cả xe và bạn gái đều là đi thuê. Rất nhiều người nghĩ như vậy, ngay cả Hoàng Ly nghe cô mình nói xong cũng tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó cực kỳ giận dữ, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy ghét. Bo! Chỉ có Tạ Đỉnh từng lăn lộn trên thương trường biết nhìn người hơn đám Hoàng Thanh một chút. Hắn ta biết rõ chiếc xe BMW 7 Series mẫu mới mà hôm nay Dương Bách Xuyên lái tới chưa được đưa ra thị trường, thế thì làm sao mà thuê được. Lại thêm cô gái mặc sườn xám bên cạnh Dương Bách Xuyên, chưa nói đến vấn đề cô có xinh đẹp hay không, chỉ riêng khí chất trên người thôi cũng không phải thứ người mẫu có thể sở hữu. Người mẫu có vẻ ngoài xinh đẹp thì nhiều vô kể, nhưng có người mẫu nào vừa có ngoại hình vừa có khí chất không? Hơn nữa, Tạ Đình cảm thấy cô gái bên cạnh Dương Bách Xuyên có khí chất đặc biệt giống như thiên kim nhà giàu, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo tự nhiên. Tạ Đình từng gặp cô gái có khí chất như thế này một lần, đối phương là con nhà giàu chính hiệu. Vì lẽ đó, Tạ Đình cảm thấy lời nói của Hoàng Thanh rất vô lý. Nếu không phải nể tình Hoàng Thanh ủng hộ mình trong công ty, thì Tạ Đình cũng muốn đá văng cô ta kẻo cô ta đắc tội người khác, gây rắc rối cho mình. Tạ Đình đang định lên tiếng bảo Hoàng Thanh đừng nói nữa thì một chiếc xe hơi chạy đến. Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả Tạ Đình lẫn Hoàng Thanh nhìn thấy chiếc xe này đều ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới. Đây là xe của giám đốc công ty, cũng là cấp trên của bọn họ. Cửa xe mở ra, một người trung niên 40 mấy tuổi ngẩng đầu liếc nhìn, tức thì một đám cấp dưới chạy tới nghênh đón. Ông ta rất hài lòng về điều này. Cảm ơn giám đốc Hướng hạ cố đến đây. Tạ Đình từ xa đi tới bắt tay. Lúc này Hoàng Thanh giành đi trước, nở nụ cười quyến rũ, ôi chao giám đốc Hướng, ông đến đây đúng là niềm vinh hạnh của Lily nhà tôi. Hoàng Thanh rất thực dụng, trước mặt giám đốc Hướng cô ta cười tươi như hoa và chia hai tay ra, khác hẳn vẻ mặt như đưa đám khi đối mặt với Dương Bách Xuyên. Nhưng một giây sau, cả Hoàng Thanh, Hoàng Ly, Tạ Đình và tất cả những người có mặt ở đây đều rớt cả trong mắt. Chỉ thấy giám đốc Hướng kích động vươn tay, sải bước đi tới. Nhưng đối tượng bắt tay không phải là Hoàng Thanh và Tạ Đình. Ông ta chẳng liếc mắt lấy một cái, đi lướt qua hai người. Nụ cười trên gương mặt Hoàng Thanh chợt cứng đờ, Tạ Đình cũng vô cùng lúng túng. Trong tầm mắt hai người, giám đốc Hướng cung kính chạy thẳng về phía cô gái bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy giám đốc Hướng kích động nói, không ngờ tôi lại được gặp cô Liễu ở đây. Liễu Linh Linh nhìn giám đốc Hướng với vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì cô không quen biết đối phương. Nhưng người ta đã mỉm cười chia tay ra với mình, cô cũng thản nhiên bắt tay ông ta, ông là. Chắc là cô Liễu không nhớ Hướng mỗ. Năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở hội nghị thương mại do ba cô, ông Liễu Sơn Hải chủ trì. Tôi là Hướng Tiến Tiền, giám đốc phòng đầu tư nước ngoài của công ty Thiên Dương. Đây là danh thiếp của tôi. Hướng Tiến Tiền trao danh thiếp bằng hai tay. Lòng thầm ước có thể móc nối quan hệ với nhà họ Liễu. Nếu có thể móc nối quan hệ với nhà họ Liễu nói không chừng thành tích của ông ta sẽ tăng vọt và có khả năng được thăng chức. Hướng Tiến Tiền muốn móc nối quan hệ với nhà họ Liễu, chỉ tiếc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Thiên Dương hoàn toàn không đủ tư cách sánh với nhà họ Liễu trong giới kinh doanh cố đô, Hướng Tiến Tiền vẫn luôn giàu dĩ vì không có cơ hội. Không ngờ hôm nay ông ta lại gặp con gái của Liễu Sơn Hải ở hôn lễ của cấp dưới. Thật sự là vui mừng khôn xiết. Liễu Linh Linh đáp ồ, lễ phép nói cảm ơn và nhận danh thiếp của Hướng Tiến Tiền. Ba cô thường xuyên tổ chức hội nghị thương mại, Liễu Linh Linh gặp rất nhiều người, hoàn toàn không nhớ có người tên Hướng Tiến Tiền. Vị này là, Hướng Tiến Tiền là tên cáo giả, thấy Liễu Linh Linh bám níu Dương Bách Xuyên, đương nhiên ông ta sẽ không lạnh nhạt. Anh ấy tên là Dương Bách Xuyên, bạn trai của tôi. Liễu Linh Linh giới thiệu.
Dương Bách Xuyên, à, chẳng lẽ là cậu Dương Bách Xuyên, người chế tạo ra đan chú nhan? Hướng Tiến Tiền thốt lên đầy kinh ngạc, vội vàng bắt tay Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng ngạc nhiên, hình như mình rất nổi tiếng thì phải. Anh bắt tay Hướng Tiến Tiền, đồng thời nhìn Liễu Linh Linh, ý hỏi tại sao người khác lại biết tôi là người chế tạo ra đan chú nhan. Xin chào, tôi là Dương Bách Xuyên. Liễu Linh Linh nói nhỏ, đây không phải bí mật. Ba tôi toàn bán đan chú nhan cho người quyền quý, có một số người sẽ nghe ngóng về cậu. Yên tâm đi, người biết tên tuổi của cậu đều thuộc giới thượng lưu, sau này sẽ có lợi cho cậu. Một câu người chế tạo ra đan chú nhan của Hướng Tiến Tiền lập tức làm cả hội trường xôn xao. Sự thần kỳ của đan chú nhan đã lưu truyền khắp cố đô, không ngờ Dương Bách Xuyên trước mặt lại là người chế tạo ra nó. Ở bên cạnh, ba người Hoàng Thanh, Hoàng Lị và Tạ Đỉnh cũng nghe rõ. Lần này trong lòng cả ba người đều dậy sóng. Nhất là Hoàng Lị và Hoàng Thanh, thích xinh đẹp là bản tính của con gái, đâu phải bọn họ chưa từng nghe qua hiệu quả làm đẹp thần kỳ của đan chú nhan. Hai cô cháu còn nói đùa là tìm đến các mối quan hệ, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải mua bằng được một viên đan chú nhan. Nhưng dù có tiền cũng không mua được đan chú nhan, hai người vẫn luôn lấy làm tiếc vì chuyện này. Nhưng hôm nay giám đốc Hướng lại nói Dương Bách Xuyên là người chế tạo ra đan chú nhan. Sao, sao có thể chứ? Hai cô cháu Hoàng Thanh, Hoàng Lị đều cảm thấy khó tin, cũng không muốn tin. Dương Bách Xuyên là người chế tạo ra đan chú nhan ư? Mặc dù bọn họ không muốn tin lời giám đốc Hướng, song Dương Bách Xuyên đã thản nhiên thừa nhận thân phận. Tuy anh không nói mình chế tạo ra đan chú nhan, nhưng nhìn là biết. Hoàng Thanh thầm nghĩ, đây vẫn là cái tên Dương Bách Xuyên một tháng trước bị mình sỉ nhục khinh bỉ ở công viên sinh thái sao. Hoàng Lị cũng ngổn ngang cảm xúc, thầm nghĩ anh thật sự là người chế tạo ra đan chú nhan đáng giá ngàn vàng ư. Chắc là đúng nhỉ. Hôm nay Dương Bách Xuyên lái chiếc xe BMW hơn 2 triệu đến. Cú vả mặt này quá đau. Hai cô cháu đều nghĩ như vậy. Người buồn bực nhất là Tạ Đình. Lần trước hắn ta gặp Dương Bách Xuyên ở khu chung cư. Lúc đó Dương Bách Xuyên nói mình sống ở khu chung cư còn bị Hoàng Thanh châm chọc một trận. Ngay cả bản thân hắn ta cũng tỏ thái độ khinh thường tên tình địch không tính là tình địch này, trong lòng cực kỳ khinh bỉ. Hắn ta còn nghe lời Hoàng Thanh và Hoàng Lị, mời Dương Bách Xuyên tới tham dự hôn lễ. Kết quả là người ta đến thật, nhưng người bị bẽ mặt là Tạ Đỉnh hắn đây. Nhìn tình hình hiện tại đi, người ta có nhà có xe có gái đẹp. Giám đốc Hướng còn nói Dương Bách Xuyên là người chế tạo ra đan chú nhan. Điều này chứng tỏ người ta không thiếu tiền. BMW hơn 280 vạn, hắn ta có phấn đấu 10 năm cũng không mua được. So sánh với Dương Bách Xuyên, Tạ Đỉnh cảm thấy mình mới là tên khố rách áo ôm, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Lúc này, Hướng Tiến Tiền hỏi Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh nói, hai vị cũng đến tham dự hôn lễ của Tiểu Tạ và Tiểu Hoàng sao? Cứ xem là thế đi. Dương Bách Xuyên gật đầu đáp. Hướng Tiến Tiền nghe vậy liền nhướng mày, quay sang nhìn Tạ Đỉnh và Hoàng Lị. Ơ kìa Tiểu Tạ, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mời cậu Dương và cô Liễu vào trong đi, đứng bên ngoài làm chi? À, nghe giám đốc Hướng nói vậy, Tạ Đỉnh đang ngây người mới tỉnh táo lại, mời Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh vào trong. Hắn ta không dám làm trái lời cấp trên. Nhưng lúc này Hoàng Thanh lại nhảy ra giành trước một bước, chạy đến chỗ Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh, còn nói một tràng khiến Tạ Đỉnh muốn giết chết cô ta. Hoàng Thanh bước đến, cố nặn ra nụ cười, giám đốc Hướng không biết đấy thôi, Dương Bách Xuyên và Hoàng Lị nhà tôi là bạn cùng trường, hôm nay có lòng đến tham dự hôn lễ của con bé. Hoàng Thanh thực dụng là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Sau khi biết sự thật, cô ta bắt đầu dự định tạo quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên. Cô ta chú ý tới thái độ của Hướng Tiến Tiền đối với Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh, cảm thấy đây là cơ hội của mình. Nếu có thể thông qua quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và cháu gái Hoàng Lị để lấy được hảo cảm của Hướng Tiến Tiền, nói không chừng cô ta có thể thăng tiến trong công ty, thậm chí còn vượt trên Tạ Đỉnh cũng không phải là không thể. Trong công ty Thiên Dương, Hoàng Thanh chỉ là lính quèn dưới trướng Tạ Đỉnh, hôn sự giữa cháu gái và Tạ Đỉnh là cô ta dắt mối làm mai. Trước kia dụ dỗ cháu gái Hoàng Lị chia tay với Dương Bách Xuyên cũng là ý của cô ta. Có thể nói Hoàng Thanh đang bán cháu gái để tạo mối quan hệ tốt với Tạ Đỉnh, từ đó cô ta có thể đạt được lợi ích trong công ty.
Bây giờ thấy thái độ của giám đốc Hướng dành cho Dương Bách Xuyên, cô ả này lại bắt đầu nghĩ cách dành trước Tạ Đỉnh thể hiện trước mặt Hướng Tiến Tiền, làm bộ mình và Dương Bách Xuyên rất thân, hay nói chính xác hơn là Dương Bách Xuyên và cháu gái Hoàng Lị của cô ta rất thân, nhưng cũng chẳng khác gì thân với cô ta. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của mình cô ta mà thôi. Thoáng cái trong đầu Hoàng Thanh đã nảy ra rất nhiều mưu tính, sau đó cô ta đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, mỉm cười bảo, Dương Bách Xuyên, chúng ta là người một nhà, mau vào đi đừng đứng đây nữa. Tôi và cô rất thân sao? Hoàng Thanh còn chưa nói hết câu đã bị giọng điệu chán ghét tột độ của Dương Bách Xuyên cắt ngang. Thật sự là Dương Bách Xuyên ghê tởm người phụ nữ này từ tận đáy lòng. Tất nhiên là vừa rồi anh đã nhìn thấy biểu cảm của cô ta, thoáng suy nghĩ một chút là biết cô ta muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Hướng Tiến Tiền. Ông đây không cho cô cơ hội. Đối với Hoàng Thanh, một câu nói lạnh nhạt tôi và cô rất thân sau, có lực sát thương cực lớn. Hoàng Thanh bị một câu nói của Dương Bách Xuyên chặn họng, cho dù cô ta có mặt dày hơn nữa cũng không tránh khỏi lúng túng, mặt mày bỏng rát. Thấy Dương Bách Xuyên nhìn mình bằng ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, Hoàng Thanh mới tỉnh táo lại. Là do mình bị ấm đầu, cảnh tượng mình sỉ nhục Dương Bách Xuyên ở công viên sinh thái ngày hôm ấy vẫn rõ mồn một ngay trước mắt. Làm thế nào để Dương Bách Xuyên tha thứ cho mình? Nghĩ tới đây, Hoàng Thanh nhìn cô cháu gái Hoàng Lị xin giúp đỡ. Đến bây giờ cô ta vẫn còn ảo tưởng có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ nể tình xưa với Hoàng Lị mà tha thứ cho bọn họ. Chỉ cần có thể tạo mối quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên một lần nữa, thì Tạ Đỉnh cũng chỉ là tép diêu. Mà lúc này Tạ Đỉnh đã tức giận đến mức hộc máu trong lòng. Hắn ta quá hiểu cô ả Hoàng Thanh này, cũng biết rõ mục đích của cô ta. Giờ phút này Tạ Đỉnh hận không thể xé xác người phụ nữ này cho chó ăn, nhưng e ngại giám đốc và người thân bạn bè đang ở đây nên không tiện nổi giận, chỉ đành nhịn trước. Còn Hoàng Lị thì lòng đắng ngắt, thấy thành tựu của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay, nói không hối hận là nói dối. Nếu được thì cô ta hy vọng có thể khôi phục quan hệ với Dương Bách Xuyên. Thấy cô út Hoàng Thanh đánh mắt xin giúp đỡ, Hoàng Lị cắn răng nói với Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên. Dừng lại, tôi phải đi rồi, từng là bạn cùng trường, tôi chúc cô hạnh phúc. Dương Bách Xuyên thấy Hoàng Lị lên tiếng là biết ngay cô ta muốn nói lời êm tai. Khoảnh khắc ấy Dương Bách Xuyên đã thấy rõ bản tính con người dễ thay đổi. Vốn dĩ anh định hôm nay đến đây phải vả mặt thật vang, nhưng thấy tính cách thực dụng của Hoàng Thanh và bản tính thay đổi của Hoàng Lị, tự dưng anh không còn hứng thú nữa. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm thấy nhạt nhẽo. Tâm cảnh đã được gột rửa một lần, hiện giờ anh là người tu chân, không còn là người bình thường tầm thường nữa, không cần phải đi vả mặt vì mấy chuyện còn con này. Sau khi chứng kiến sự thay đổi của hai cô cháu này, Dương Bách Xuyên đã nghĩ thông suốt, cũng thoải mái hẳn. Anh không muốn ở lại đây thêm nữa. Hôm nay anh đến đây, thật ra bất kể anh có vả mặt hay không cũng đã cho nội tâm mình một lời giải thích. Sau khi có lời giải thích, tâm cảnh của anh đã thay đổi. Anh biết từ nay về sau mình sẽ không bao giờ qua lại với bọn họ nữa. Tình yêu không được coi là tình yêu thời đại học chỉ là một trò chơi mộng ảo, anh đã từ bỏ chấp niệm trong lòng, suy nghĩ thông suốt. Dương Bách Xuyên gật đầu với Hướng Tiến Tiền, sau đó dứt khoát mở cửa xe, lái xe rời đi cùng Liễu Linh Linh. Sau khi hai người đi, Hướng Tiến Tiền cũng nhìn ra chút manh mối. Rõ ràng là Hoàng Thanh và Hoàng Lị. Thậm chí cả Tạ Đỉnh đều từng nảy sinh mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên, người ta chẳng giống đến uống rượu mình tí nào. Chẳng dễ gì Hướng Tiến Tiền mới thiết lập được quan hệ với Thiên Kim tiểu thư nhà họ Liễu Liễu Linh Linh, sao có thể tiếp tục ở lại. Ông ta nhìn chòng chọc vào ba người Tạ Đỉnh, sau đó chẳng nói chẳng rằng rời đi. Hướng Tiến Tiền vừa đi, rất nhiều nhân viên trong công ty Thiên Dương nhạy bén phát hiện ra manh mối, lũ lượt mượn cớ chuồn mất. Tạ Đỉnh nhìn khách khứa bỏ về hơn phân nửa mà cõi lòng lạnh lẽo. Hắn cũng được xem là một kẻ lão luyện nơi công sở, hiểu được cái nhìn chòng chọc của giám đốc Hướng lúc rời đi có ý gì, trong lòng chỉ có một câu công việc toang rồi. Lúc này Hoàng Thanh còn không biết sống chết xông đến hỏi Tạ Đỉnh, trời ơi, khách bỏ về quá nửa rồi, phải làm sao đây? Bộp! Cút đi, đáp lại cô ta là một cái tát vang dội từ Tạ Đỉnh. Trên đường trở về, Liễu Linh Linh ngồi trước cửa, cười hì hì hỏi, có chút không thích hợp, đã nói vả mặt, còn chưa bắt đầu cậy đã kết thúc. Ha ha, đã đủ phong độ rồi,
Một tháng trước tôi còn là một sinh viên nghèo làm thêm ở quán bar, hai cô cháu bọn họ là người địa phương, khinh thường tôi cũng là điều dễ hiểu. Mỗi người có một ý tưởng và lựa chọn riêng, nói đúng ra thì tôi và Hoàng Lị cũng không được coi là người yêu. Đó là một lần tình cờ, cô ta trẹo chân tôi dẫn cô ta đến phòng y tế, thường xuyên qua lại cũng coi như quen thuộc. Lúc đó ở trường học tôi cũng hơi lập dị, không có bạn bè, chuyện này cậu cũng biết mà. Lúc đó ba của Hoàng Lị mất, tâm trạng không tốt, vì vậy cũng coi như cùng tìm được đối tượng tâm sự cho bản thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.